Trương một nhìn, chim sẻ núp ở đằng sau không chơi với ngươi thân hình lang hàn lóe lên tức thì biến mất người đâu thú vương phi tới không ngừng tìm kiếm trong mắt tản mát ra hung mang hách người nhưng không phát hiện được bất cứ thứ gì nó vô cùng phẫn nộ tạc mất một phần tư đầu đây là đại thương khiến nó vừa thống khổ vừa phẫn nộ nhưng không tìm thấy người lại có biện pháp gì nó tìm một hồi lâu cũng chỉ có thể lui về phải nhanh chóng khống chế thương thế nếu không thì nó sắp có nguy hiểm tánh mạng nhưng ngay lúc này nhân loại ghê tởm kia lại xuất hiện một mũi tên lên cung muốn bắn nó lông mao toàn thân thú vương dựng đứng nó vội vã đứng lên cả người có thần hỏa đan vào bày ra tư thái phòng ngự lang hàn chỉ là làm ra vẻ mà thôi hắn mới vừa bắn ra một mũi diệt long tinh thần tiến hiện tại khí lực cả người đã dùng hết đâu còn có thể bắn mũi thứ hai nhưng bắn không được không có quan hệ thú vương đã thành chim sợ cành cong làm ra vẻ cũng có thể hù chết nó lăng hàn lấy chân nguyên thạch khôi phục nguyên lực thể lực có thể chậm rãi khôi phục mặc dù không có biện pháp gia tốc nhưng khôi phục còn mau hơn nguyên lực tối đa chỉ mười mấy phút khí tức đã trở lại trạng thái toàn thịnh nhưng con thú vương kia thì sao chỉ cần nó vừa nghĩ chữa thương lăng hàn sẽ đi ra dọa nó khiến nó lập tức tiến nhập trạng thái như lâm đại địch như vậy lặp đi lặp lại máu của nó càng chảy càng nhiều trạng thái cũng càng ngày càng kém đây là một con thú vương đại viên mãn bất quá chỉ vừa mới nhảy vào cảnh giới này tuy tạo thành bốn núi nhưng chỉ có ba sông mà ngọn núi thứ tư còn rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều ở trong bí cảnh đại viên mãn cơ hồ là vô địch nhưng bây giờ con thú vương cường đại này lại bị lăng hàn đùa bỡn trong tay cách tử vong chỉ kém một đường lăng hàn không biết dùng cung tên uy hiếp bao nhiêu lần con thú vương kia đã vô lực kích phát thần hỏa cả người ghé vào trên đất chỉ từ trong lỗ mũi phát sinh tiếng hô tức giận nhưng uy thế đã thối lui như thủy triều bây giờ con thú vương này là phượng hoàng dụng lông không bằng gà bất quá bách túc chi trùng tử nhi bất cương huống chi đây chính là thú vương đại viên mãn chiến lực có khả năng còn mạnh hơn cảnh giới hai ba tinh chỉ cần nó không có tắt thở liền không thể xem thường lang hàn không có vọng động thể lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục mà nguyên lực ở dưới chân nguyên thạch trợ giúp cũng sắp khôi phục hoàn toàn tự nhiên không ngại cùng đối phương tiêu hao thêm một chút thời gian thú vương thở phì phò con mắt vẫn hung ác như cũ nhưng thần thái lại càng ngày càng ảm đạm còn phải chờ bao lâu nửa ngày một ngày ba ngày phải chết là một chuyện nhưng cường đại như con yêu thú này coi như muốn chết cũng có thể hấp hối mấy ngày a à. lang hàn không có nhiều thời gian hắn sợ vạn nhất đã đến giờ hắn sẽ bị bí cảnh bài xích ra ngoài vậy bảy khối sơn hà thạch kia liền vô duyên với hắn hắn quyết định mạo hiểm mà chỗ dựa là khí lực cường đại cùng năng lực khôi phục hắn đi tới gần thú vương thất thúc lần này chúng ta mang tới xích la tỏa địa võng nhất định có thể chế trụ con thú vương kia trong hỏa diễm quật có bốn người đang bước về chỗ sâu nhất. Bọn họ tương đối cường đại, đường trên gặp phải yêu thú căn bản là bị bọn họ liên thủ giết trong nháy mắt, cơ hồ không có dừng lại gì. Hắc hắc, gia tộc vì chuyện này chuẩn bị hơn ngàn năm, cuối cùng thành công luyện chế xích la tỏa địa võng, chỉ cần bị bao phủ, sẽ bị áp chế một cảnh giới nhỏ. Một gã lão giả vuốt râu cười, trong bốn người này, chỉ có hắn đầu đầy tóc bạc, ba người khác đều là người trẻ tuổi, nhưng tu vi không yếu, thấp nhất cũng là tiểu cực vị hậu kỳ, có hai người là tiểu cực vị đỉnh phong. Nếu không bọn họ cũng không thể một đường quét ngang, nếu như Lăng Hàn chứng kiến bọn hắn mà nói, liền có thể nhận ra đây chính là bốn gã tộc nhân của La Gia, trước khi tiến vào bí cảnh đã từng lộ ra sát ý rõ ràng, chỉ là sau khi tiến nhập bí cảnh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở địa phương bất đồng, làm cho bọn họ không có cơ hội gặp nhau. Đáng trách, vẫn không có gặp phải con kiến hôi ở tiểu thế giới kia. Một người trẻ tuổi đột nhiên nói, hắc hắc, không cần để hắn ở trong lòng, không gặp cũng chả sao, ngược lại ám dạ đường đã tiếp nhận nhiệm vụ tiểu tử kia tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết lần này trọng điểm là đánh chết con thú vương kia thu hoạch sơn hà thạch hỏa diễm lão giả thận trọng nói đúng ba người trẻ tuổi khác đều nghiêm nghị trả lời tuy lão giả này thiên phú không cao chỉ dựa vào bí pháp thành thiên tài tứ tinh vĩnh viễn không thể có chỗ tăng lên nữa nhưng chỉ ít thực lực bây giờ ổn áp bọn họ hơn nữa đây là đang làm việc cho gia tộc hắn là người lĩnh đội nhất định phải tôn trọng Lão giả gật đầu nói: "Con thú vương kia là tồn tại đại cực vị đỉnh phong, dù cho suy yếu một cảnh giới nhỏ, nhưng vẫn là trung cực vị đỉnh phong, mà dung nham thú trời sinh có thể sai khiến thần hỏa, chiến lực của thú vương có thể đạt tới đại cực vị sơ kỳ, nhất thiết không thể khinh thường." Thất Thúc yên tâm, chúng ta đều có thần khí nơi tay, đủ để tăng chiến lực của chúng ta lên một tinh, chỉ cần ngài ở tránh diện chế trụ thú vương, chúng ta có thể trọng thương nó, dây dưa đến chết." Một người tuổi trẻ: "Ừ, cần chính là loại quyết tâm này." lão giả hết sức hài lòng lang hàn tới gần nhưng thú vương không có phản ứng dường như tổn thương nặng đến ngay cả khí lực đánh một móng vuốt cũng mất hắc hắc lại muốn giả chết mà nói ta liền trực tiếp thu phục ngươi lang hàn ngưng tụ thần thức bỗng nhiên đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật cái này ở phía trước không có tác dụng gì cảnh giới của thú vương quá cao thần thức tự nhiên cũng nghiền ép hắn hắn lấy tinh thần đi trùng kích đối phương hậu quả có thể là mình bị phản chấn đến đầu đau muốn nứt nhưng bây giờ bất đồng con thú vương này đã là nỏ mạnh hết đà, thần thức suy sụp đến cực hạn. Âm, um, thú vương chợt phung chảo, vỗ tới lăng hàn, một kích này, vẫn uy mãnh bá tuyệt như cũ. Ha ha, ta âm ngươi một cái, liền miễn cưỡng ăn ngươi một đòn, để ngươi bị chết không oan. Lăng hàn không có trốn vào hắc tháp, mà toàn lực đối kháng. Trường 1001 bị nhốt, ông, trong song trưởng của hắn bùng phát kim quang, triển khai phúc địa ấn, ở trong lòng bàn tay của hắn tạo thành từng đạo thần văn. Thình thịch, Hắn miễn cưỡng ăn một kích của thú vương, cả người bị quét bay ra ngoài, lực lượng song phương căn bản không ở một tầng thứ. Oa, thân thể Lăng Hàn đánh vào vách động, lại bắn ngược trở về, nằm ở trên đất, miệng phun máu tươi. Hắn lau mép, chỉ cảm thấy trong cơ thể xô trào, vô cùng khó chịu. Không hổ là đại viên mãn, lực lượng thực sự là kinh người. Lăng Hàn bò dậy, ba ba ba, mấy cây xương chật khớp tức thì trở về vị trí cũ. Thể phách của hắn thực quá mạnh mẽ dù cho một kích của đại viên mãn cũng không thể đập gãy xương của hắn, chỉ làm cho khớp xương chật khớp mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thú vương bị trọng thương, làm sao cũng không thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Con thú vương kia mở to mắt theo dõi hắn, trong ánh mắt có khiếp sợ, không có lời giải, có phẫn nộ, nhưng cũng có một tia nhận mệnh. Một kích toàn lực cũng không thể giết nhân tộc này, nó chết ở trong tay đối thủ như vậy. Không oan, nó vốn ở trạng thái hấp hối, miễn cưỡng bạo phát một kích toàn lực, vậy thì đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mí mắt không sao mở được, chậm rãi nhắm lại. Ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, Lăng Hàn đánh ra thất sát chấn hồn thuật, tê giải con thú vương này, thu đối phương vào trong hắc thác, lấy lực lượng vô thượng đánh giết, để nó không cần lại chịu đựng thống khổ nữa. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn về phía bảy khối sơn hà thạch trên tảng đá màu đen, khóe miệng lộ ra tiếu dung, tân tân khổ khổ lâu như vậy, rốt cục đến lúc thu hoạch. Ân, thần thức bén nhạy của hắn phát hiện một tia dị động, lập tức quay người sang dầm dầm rầm dầm lối vào chợt nhào vào bốn người một già ba trẻ mỗi người đều nắm một góc của một tấm võng lớn lấy nguyên lực thúc giục làm cho tấm lưới lớn náy tản ra ánh sáng màu đỏ cái kia tự nhiên là bốn người la ra bọn họ ở lối vào lấy xích la tỏa địa võng ra kích phát trước để sau khi nhảy vào đánh lén con thú vương kia vây khốn đối phương nhưng bọn hắn vọt vào mới phát hiện này nơi nào có thân ảnh của thú vương tương phản chỉ có một người trẻ tuổi đang theo dõi bọn hắn là ngươi bốn người chợt nhận ra, đây chẳng phải là con kiến hôi của tiểu thế giới kia sao. Ha 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 ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến lại không uổng phí công phu. Một người trẻ tuổi cười ha hả sơn hà thạch, la ra lão giả cũng nhìn chằm chằm bảy khối sơn hà thạch trên tảng đá lớn, ánh mắt lửa nóng. Tròn bảy khối sơn hà thạch có thuộc tính đặc thù, nếu dùng ở trên thân một người, sẽ vì la ra bồi dưỡng được một thiên tài siêu cấp. Không giống hắn, mặc dù là thiên tài tứ tinh, lại vĩnh viễn chỉ có thể dừng ở tiểu cực vị này chỉ là vì thiên hải bí cảnh mới mạnh mẽ bồi dưỡng ra quái thai ở thế giới cường giả thần cấp đầy đất này chiến lực trung cực vị đỉnh phong lại tính là cái gì la ra cần đương nhiên là chiến lực nhật nguyệt cảnh thậm chí tinh thần cảnh bảy khối sơn hà thạch có thuộc tính đặc thù có thể để chiến lực đề thăng nhất tinh từ nhất tinh đến nhị tinh là không huyền niệm chút nào nhưng từ nhị tinh đến tam tinh tam tinh đến tứ tinh thì không nhất định ở trên cực hạn còn muốn đề thăng vậy dĩ nhiên càng chắc trở đối với thiên tài tứ tinh mà nói, bảy khối sơn hà thạch ngay cả đề thăng nửa tinh chiến lực cũng không có. Mặc kệ nói như thế nào, sơn hà thạch có thuộc tính đặc thù chính là trí Chí bảo, cũng là trọng điểm chuyến này của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người la ra cũng không kỳ quái con thú vương kia đi nơi nào, mà lang hàn là thế nào xuất hiện ở đây. Bọn họ không quan tâm, hạo dân, đi lấy sơn hà thạch, la ra lão giả phân phó nói, la hạo dân vội vàng gật đầu nói, vâng, thất thúc, hắn cất bước đi đến, trên mặt có kích động không gì sánh được hắn là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng của la gia nếu so với la phách la liệt còn sớm hơn nghìn năm nhưng từ thiên phú mà nói kỳ thực hắn kém la phách một bậc ở trong đối tượng gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hắn sắp sau la phách nhưng bây giờ la phách đã chết bài vị của hắn liền lên rồi sơn hà thạch đặc thù này hắn có tư cách hưởng dụng uy 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 không phải là vật của mình cũng không cần rỗi móng vuốt đó không phải tiểu thâu chính là cường đạo lang hàn cười nói thân hình chấp động, còn nhanh hơn La Hạo Dân. Có lão phu ở đây, còn có phần ngươi sao? La ra lão giả cười lạnh, hắn buông lỏng lưới lớn trong tay, thân hình nhảy ra, chặn về phía Lăng Hàn. Hắn căn bản không có để Lăng Hàn vào mắt, chỉ là phá hư cảnh mà thôi, quét ngang vô địch thì như thế nào, đây chẳng qua là giới hạn trong trình tự phàm nhân. Chỉ khi nào nhảy vào thần cảnh, vậy thì không đủ xem. Lăng Hàn cũng không lấy cung tên, chỉ lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tên, bắn tới La Hạo Dân hắn bây giờ là lực lượng gì trung cực vị tiếp cận đỉnh phong bởi vậy lấy công pháp diệt long tinh thần tiễn bắn mũi tên này dù cho không có cung tên thật một kích oai cũng đạt tới trung cực vị đỉnh phong la hạo dân cũng không để lăng hàn ở trong lòng huống chi còn có thất thúc ở phía sau chiếu ứng trong mắt hắn chỉ có bảy khối sơn hà thạch kia này là một khoản tài phú kinh người thành thật mà nói dù bán hắn cũng kém xa hắn căn bản không có để ý tới chỉ đi về phía trước diệt long tinh thần tiễn nhanh bực nào Phốc, la hạo dân chúng tên, mũi tên nguyên lực từ phía sau lưng bắn vào, tiếp đó lại từ ngực đánh ra, lúc này, nguyên lực mới tiêu hao không sai biệt lắm, lóe lên, cả mũi tên hư không tiêu thất. Điều này sao có thể? La hạo dân chậm rãi xoay người lại, vươn tay muốn nắm cái gì, nhưng tay mới vươn phân nửa, thân thể đã ngã về phía sau. Thình thịch, hắn té trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Đường đường tiểu cực vị đỉnh phong, còn là thiên tài nhất tinh, cư nhiên bị một kích đánh giết. La ra lão giả vừa giận vừa sợ, hắn đã đuổi kịp lăng hàn, hét lớn một tiếng, vung quyền đánh tới. Ngươi giết người của ta, ta liền giết ngươi. Chết, hắn quát, lăng hàn cười nhạt nói. Ngươi còn không được, hắn cũng đồng dạng vung một quyền đánh tới đối phương. Thình thịch, dưới một kích, la ra lão giả bị đánh bay trở lại. Hắn là tiểu cực vị đỉnh phong không giả, thiên tài tứ tinh cũng không giả. Nhưng tuyệt không phải lực lượng của hắn có thể đạt đến trung cực vị. Chính diện đối oanh với lăng hàn, đó không phải muốn chết sao chương 1002, ta chỉ là có không gian thần khí thượng. Lăng Hàn thu quyền, dù bận vẫn ung dung, tiếp tục đi về phía tảng đá lớn màu đen. Lúc này ba người la ra mới lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, rõ ràng lúc Lăng Hàn tiến nhập bí cảnh mới chỉ là phá hư cảnh, sau mười mấy ngày trôi qua, cư nhiên mạnh đến nổi ngay cả Sơn Hà Cảnh Trung cực vị đỉnh phong cũng có thể một quyền đánh lui. Sơn Hà Thạch, la ra lão giả lập tức hiểu được, chỉ có sơn hà thạch mới có thể làm cho phá hư cảnh không cần tốn nhiều thời gian thẳng tiến sơn hà cảnh, đồng thời tinh tiến như bay, ở trước khi đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong là hoàn toàn không có bình cảnh. T. Tiểu tử này được bao nhiêu sơn hà thạch A? Hai người trẻ tuổi của La Gia cũng hiểu được, không khỏi đố kỵ đến phát rồ, bọn họ tiến nhập nơi đây đã không dưới 10 lần, nhưng tất cả cộng lại cũng mới đạt được 3 khối sơn hà thạch, hơn nữa còn là thông thường. Dùng xích la tỏa địa võng, bắt hắn. La gia lão giả không dám khinh thường Lăng Hàn, còn kiến hồi của tiểu thế giới này ở phá hư cảnh liền cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại bước vào sơn hà cảnh, cho dù dựa vào sơn hà thạch để thăng đi lên, nhưng ở trước trung cực vị lại không thua sơn hà cảnh chân chính. Phải biết khi tiểu tử này tiến vào Xích Thiên học viện, là thông qua tầng 8, có tiềm lực thiên tài tứ tinh. Ba người mở lưới lớn, cháo về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn trước thu bảy khối sơn hà thạch vào, này là không thể sơ sẩy. Chỉ là bởi vậy hắn cũng không có thời gian né tránh, bị lưới lớn bao trùm. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì lưới lớn tản ra một bí lực, ngạnh xanh đánh tu vi của hắn lui xuống. Hắn vốn đã tiếp cận tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng bây giờ là ngay cả tiền kỳ cũng miễn cưỡng, miễn cưỡng coi như là sơn hà cảnh đi. Ha ha ha, ba người la ra thì cười to, đây chính là xích la tỏa địa võng, nhằm vào dung nham thú vương mà chế, vì thế tốn mất không biết bao nhiêu tài lực của la ra. Nhưng chỉ cần có thể bắt con thú vương kia, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Bởi vì, lần này, lần sau, lần sau nữa, bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng lấy được Sơn Hà Thạch có thuộc tính đặc thù. Ngay cả thú vương cũng đỡ không được, huống chi là lăng hàn. Người đã tiến vào lưới, đó chính là cá trong chậu. Tiểu tử, giao Sơn Hà Thạch ra đây, bản thiếu tâm tình tốt nói không chừng có thể ban thưởng người thống khoái. Một người trẻ tuổi nói, hắn gọi La Kiếm, hư, dám can đảm giết người của La Gia ta, bầm thây vạn đoạn cũng không quá đáng, chỉ tiếc, không thể truyền tin. La ra lão giả có chút đáng tiếc, bí cảnh sát nhân, đó là bởi vì chết không đối chứng, nhưng công nhiên sát hại đệ tử của Sích Thiên Học Viện. Trừ khi La ra không muốn ở loạn tinh hoàng triều nữa. Vậy chậm rãi luyện hóa hắn, La Kiếm lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn biết thể phách của Lăng Hàn kiên cố không gì sánh được, có thể so với thần thiết cấp 1. Giết, La ra lão giả lấy ra một thanh kiếm, trên thân kiếm có một văn đạo, ở dưới hắn vận chuyển tản mát ra quang mang kinh người. Này là thần khí cấp 1, là vì hành trình bí cảnh mới được gia tộc ban tặng. Hắn dương kiếm đâm tới trái tim của Lăng Hàn, phốc, mũi kiếm xuyên thấu qua võng, đâm vào ngực của Lăng Hàn. Trên mặt la ra lão giả nguyên bản lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng lập tức liền khiếp sợ, bởi vì một kiếm này của hắn căn bản không có đâm thủng thân thể Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, không có ý tứ, tu luyện thể phách quá mạnh mẽ, để ngươi thất vọng rồi. Em gái ngươi, lại đắc ý như thế. La gia lão giả lại liên tục vung kiếm, nhưng đối với thể phách của Lăng Hàn tự nhiên không có chút tác dụng, đâu thể nào tổn thương được. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, đã dùng xích la tỏa địa võng bao lại, còn không làm gì được con kiến hôi của tiểu thế giới này. Lại lấy kiếm chọc ta, ta sẽ không khách khí. Lăng Hàn cười nói, hư, người bị xích la tỏa địa võng vây khốn, thì làm sao có thể thoát thân. La gia lão giả mạnh mẽ chấn định tâm thần, đừng nói Lăng Hàn chỉ là tiểu cực vị, ngay cả dung nham thú vương là đại cực vị đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Bằng không, la ra hao phí nhiều như thế chẳng phải là ngốc sao. Hắc hắc, nơi này có rất nhiều dung nham, hơn nữa ôn độ rất cao, ngay cả thần thiết cũng phải thiêu tan, không bằng ném hắn xuống thử xem. La kiếm ở một bên nghĩ kế, tốt, la ra lão giả vỗ tay cười nói, ba người đều cố ý nhìn lăng hàn, muốn gây áp lực cho hắn. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ nói một chút mà thôi, vạn nhất sau khi ném lăng hàn xuống, ngay cả xích la tỏa địa võng cũng hòa tan thì sao? Đến lúc đó võng phá, lăng hàn hóa thành cho tàn chìm vào đáy nham thạch, chẳng phải la ra tiền mất tật mang. Lăng Hàn mỉm cười nói, các ngươi làm ta sợ a. À? Ha ha, lười chơi với các ngươi. Thân hình hắn lóe lên tiến nhập hắc tháp, tiếp đó lại cấp tốc đi ra. Chỉ trong sát na, bởi vậy người nhãn lực kém căn bản không có khả năng bắt được, nhưng cái lưới kia đã rơi xuống đất, trống không. Cái gì? Ba người la ra nhất thời trừng tròn mắt này thật bất khả tư nghị, làm sao sẽ có chuyện như vậy? Dưới xích la tỏa địa võng, có thể thoát thân nhẹ nhàng như vậy. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Bọn họ đều nhìn Lăng Hàn, mặc kệ Lăng Hàn sẽ trả lời hay không, bọn họ thực quá chấn kinh rồi, không hỏi một chút tâm lý không nín được. Nga, Lăng Hàn thật rất hiền hòa nói, ta có một không gian thần khí, vừa đi vào, như vậy cái lưới này tự nhiên mất hiệu lực, tiếp đó lại ra, chính là như vậy. Không gian thần khí, nghe được bốn chữ này, ba người la ra thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Chí bảo, tuyệt đối chí bảo, thình thịch thình thịch thình thịch, trong lòng bọn họ khích nhảy, làm sao con kiến hôi của tiểu thế giới này có thể có bảo vật như vậy. Nhưng này không sao cả, quan trọng hơn chính là, cái chí bảo này muốn về la ra. Lăng Hàn nhấc nắm tay lên, cười nói, các ngươi cho là, đã biết bí mật như vậy, ta sẽ tha các ngươi sống rời đi. Lại còn tham lam, thật không biết đầu óc của các ngươi chứa cái gì. Lúc này ba người la ra mới dùng mình, con kiến hồi của tiểu thế giới này quá phi phàm, không chỉ có năng lực vượt cấp chiến đấu cường đại, hơn nữa thể phách bản thân cũng mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng, ở trong bí cảnh này, sợ là chỉ có yêu thú đại cực vị mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Chương 1003, ta chỉ là có không gian thần khí hạ. Đi, ba người lập tức xoay người chạy, chỉ cần ra bí cảnh, La ra sẽ không tiếc cái giá nào bắt Lăng Hàn, cướp đoạt không gian thần khí, dù cho bởi vậy phải chạy ra loạn tinh hoàng triều. Đây chính là bí bảo chỉ có đại năng sáng thế cảnh mới có thể luyện chế, nói không chừng có thể đạt được phương pháp tiến lên sáng thế cảnh, này hợp tình hợp lý, bằng không một con kiến hôi của tiểu thế giới làm sao có thể mạnh như thế? Chỉ cần La Gia nhẫn mấy nghìn mấy vạn năm, đến lúc đó toàn bộ hợp Ninh Tinh đều phải thần phục dưới chân La Gia, loạn tinh nữ hoàng cũng trở thành đồ chơi cho La Gia. Không thể không nói, mị lực của loạn tinh nữ hoàng quá lớn, ngay cả thời điểm những người này ý dâm cũng khó tránh khỏi nghĩ tới nàng. Lăng Hàn đánh ra thất sát chấn hồn thuật, là kiếm lâm vào trạng thái si ngốc, bị hắn thu vào trong hắc tháp thắt cổ, tiếp đó hắn tế xuất diệt long tinh thần tiễn, hưu, bắn ra một đạo lưu quang, bắn trúng một người trẻ tuổi khác của La Gia, hắn kêu thảm một tiếng liền té xuống trên mặt đất rên rỉ. Hưu, Lăng Hàn truy theo, giết về phía lão giả kia. Lão giả kia nhìn lại, tim và mật không khỏi phát lạnh, lạnh lùng nói. Tiểu tử, La Gia ta cùng người thế bất lưỡng lập. Chẳng lẽ còn muốn mời ta uống trà sao? lăng hàn cười lạnh các ngươi cũng xứng hắn kéo cung lại bắn ra một mũi tên đây cũng không phải tiến thức trung cực nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển vẫn cường đại không gì sánh được mấu chốt là tốc độ nhanh a à. la ra lão giả vội vã né tránh trong động này thạch trụ và góc chết rất nhiều để hắn có thể lợi dụng địa hình né tránh ngươi có thể tránh tới khi nào lăng hàn liên tục khai cung hiu 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 bắn ra từng mũi tên nguyên lực đánh cho thạch trụ bắn ra hỏa hoa bốn phía may là hoàn cảnh nơi này cực kỳ vững chắc bằng không một mũi tên xuống trực tiếp xuyên thủng thạch trụ cũng có thể. La ra lão giả căn bản không dám thỏ đầu ra, hắn biệt khuất không gì sánh được, tốt xấu gì mình cũng là thiên tài tứ tinh, lại đứng ở tiểu cực vị đỉnh phong, trên lý thuyết ở trong này là vô địch A. Nhưng bây giờ thì sao, hắn căn bản không có tư cách giao thủ với Lăng Hàn. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn vung kiếm đi nói, lão cẩu đến, đánh với ta một trận, la ra lão giả thấy hắn không bắn tên nữa, lại bắt đầu chạy, nhưng Lăng Hàn đánh ra thất sát chấn hồn thuật, để đầu óc hắn đau xót, dưới chân lảo đảo. Không hổ là tiểu cực vị đỉnh phong, lấy bí pháp rèn luyện thân thể, thần hồn cực kỳ vững chắc, cư nhiên không thể để hắn rơi vào trạng thái si ngốc. Đây cũng là vì khoảng cách của hai người có chút xa, bằng không uy lực khẳng định sẽ lớn hơn. Lăng Hàn đuổi theo, huy kiếm chảm kích, này đồng dạng là thần khí cấp 1, bị hắn thôi phát, thần văn phát sáng, tản mát ra đại uy năng. La ra lão giả vô tâm ham chiến, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm chính là chờ ly khai bí cảnh hồi bẩm gia tộc truyện lang hàn có không gian thần khí lang hàn vươn tay tâm niệm vừa động phát động thần văn trọng lực la ra lão giả nhất thời lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất ở dưới cao tốc chạy trốn trọng lực đột nhiên biến hóa chính là sự tình rất nguy hiểm lang hàn nhân cơ hội đuổi theo chém ra một kiếm nhất thời kiếm quang rừng rực huyền diệu tam thiên lão giả bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người chống đỡ đồng dạng chém ra thần kiếm. Chiến lực của hắn cũng không thua lăng hàn, toàn lực oanh kích, ở trên mặt thực lực không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm chút thượng phong. Dù sao cũng là một thế lực lớn bồi dưỡng ra được tay chân chuyên dục, nếu như không có chút thực lực vậy thì... Người chỉ là dùng sơn hà thạch mạnh mẽ tăng lên tới thần cảnh, căn bản không biết vận dụng quy tắc, lão phu sẽ sợ người sao. Bị ép đánh một trận, la ra lão giả cũng hung tính đại phát, kiếm kiếm sắc bén. Lăng Hàn mỉm cười nói, quy tắc chỉ là một bộ phận của chiến lực, nhưng chiến lực tuyệt không chỉ là vận dụng quy tắc đơn giản như vậy. Hắn không ngừng vận chuyển thần văn trọng lực, gây ảnh hưởng với la gia lão giả, làm cho thân pháp của đối phương không ngừng biến hình. Cao thủ đối chiến, sai một ly, đi ngàn dặm. Huống chi lực lượng của Lăng Hàn mạnh hơn la gia lão giả nhiều lắm, bởi vậy sau khi thi triển thần văn trọng lực, có thể rất rõ ràng tạo thành ảnh hưởng, bằng không tuyệt không có hiệu quả rõ ràng như thế. Cái gọi là dốc hết sức phá vạn pháp, khi lực lượng có thể nghiền ép, vậy kỹ xảo gì cũng không trọng yếu. Lực lượng của Lăng Hàn còn không đến mức cường đại như thế, nhưng muốn ảnh hưởng La Gia Lão Giả một chút là chuyện dễ dàng. Tiểu tử ghê tởm, La Gia Lão Giả đã trúng vài kiếm, tóc bạc loạn vũ, vô cùng chật vật, hắn lớn tiếng kêu lên. Người đắc tội La Gia ta, trung quy không chết tử tế được. Không chỉ người phải chết, cha mẹ của ngươi cũng bị tàn sát, nữ nhân của ngươi bị trà đạp, hậu đại của ngươi sẽ chọn đời làm nô. La Gia ta truyền thừa mấy triệu năm, há là một tạp chủng ở tiểu thế giới như người có khả năng dao động, có khả năng địch nổi. Sắc mặt của Lăng Hàn nhất thời lạnh lẽo nói, thực sự là miệng tiện, hắn vận chuyển vạn pháp quy nhất, nhất thời, kiếm quang hóa thành một đạo quang mang, chém về phía đối phương. Ở phá hư cảnh, hắn vận chuyển vạn pháp quy nhất cũng cần thoáng ngưng tụ nguyên lực, nhưng bây giờ tiện tay là có thể chém ra. Điều này nói rõ cái gì? Vạn pháp quy nhất đã không thể tiêu hao quá nhiều nguyên lực của hắn, nên dễ dàng liền đánh ra. Cái này cũng ý nghĩa uy lực suy yếu, không có biện pháp, đây chỉ là kiếm pháp của thế lực nhật nguyệt cảnh, có thể cường đi nơi nào. Bất quá, uy lực một kiếm này vẫn tương đối bất phàm, tăng chiến lực của Lăng Hàn lên tới trình tự ngũ tinh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, la ra lão giả tiếp mấy chiêu, không khỏi hoảng sợ thất sắc, kinh hô. Ngươi, ngươi đúng là thiên tài ngũ tinh, hắn còn cao hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới nhỏ, bản thân là thiên tài tứ tinh, nhưng bây giờ cư nhiên chỉ có thể đánh bình thủ với Lăng Hàn thậm chí rơi vào hạ phong, vậy chỉ có một khả năng, đối thủ. Là thiên tài ngũ tinh, này thật đáng sợ, ngay cả tả hữu tướng, thất đại tướng cũng chỉ là thiên tài tứ tinh, chỉ có loạn tinh nữ hoàng mới đạt tới trình tự ngũ tinh trong truyền thuyết. Địch nhân như thế, nhất định phải giết trong trứng nước, bằng không la ra sẽ vạn kiếp bất phục. Trường 1004, ban thưởng ngươi vinh diệu một đời. Ngũ tinh sao, lang hàn ha hả cười, cũng may không lấy tiến thức trung cực của Diệt Long tinh thần tiến dọa hắn, bằng không lão đầu này có thể sợ ngất a. Bất quá, bí pháp có hạn chế, hiện tại hắn vận dụng Huyền Nguyên Tam thức có thể đề thăng một tinh chiến lực, nhưng khi hắn nhảy vào tinh thần cảnh, ba thức kiếm pháp này tất nhiên uy lực giảm mạnh, tuyệt đối không thể có hiệu quả như vậy nữa. Bởi vậy, lực lượng mới là vĩnh hằng, mới là chân thật. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn đề thăng lực lượng tới phá hư 20 tinh lại đột phá là rất sáng suốt hắn không ngừng vận dụng thần văn trọng lực đi ảnh hưởng la gia lão giả ở dưới sự thao khống của hắn này phát huy ra kỳ diệu để la gia lão giả không ngừng ngã trái ngã phải chiến lược bị ảnh hưởng cực lớn muốn chiến thắng đối thủ phương pháp cũng không phải chỉ giới hạn ở đề thăng chiến lược của mình suy yếu đối phương đồng dạng có thể thật giống như bốn người la gia mang theo xích la tỏa địa võng đến không phải là vì suy yếu dung nham thú vương kéo chiến lược của song phương đến một tầng thứ lại dùng kinh nghiệm phong phú của bọn họ chiến thắng đối phương sao chỉ là bọn hắn không biết con thú vương kia đã bước vào đại viên mãn, chỉ sợ bọn họ có xích la tỏa địa võng cũng thua thảm. Ở lăng hàn oanh kích liên miên bất tuyệt, la ra lão giả liên tiếp thụ thương, cuối cùng bị một kiếm đâm xuyên trái tim. Hắn dùng hai tay cầm lấy thân kiếm, ánh mắt oán hận nhìn chầm chầm lăng hàn nói. Ha 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 ha, ngươi là thiên tài ngô tinh, này không phải chuyện tốt gì, chỉ cần để ngươi biết, sẽ có vô số người nhìn chầm chầm ngươi, giết chết ngươi, lão phu ở dưới hoàng tuyển chờ ngươi. Nói xong câu đó, hắn mới không cam lòng tắt thở Lăng hàn nhẹ chấn trường kiếm thu hồi vào trong hắc tháp thản nhiên nói này cũng không nhọc ngươi quan tâm chờ ta có thực lực trước diệt la gia để cho bọn họ đi cùng ngươi hắn lục soát không gian linh khí của bốn người la gia thu được mấy trăm khối chân nguyên thạch ngoài ra còn có một khối sơn hà thạch phổ thông để hắn lắc đầu liên tục xem hắn sơn hà đặc thù là lấy không được 10 khối trở lại chỗ sâu trong sơn quật hắn nhặt xích la tỏa địa võng vật này không tệ có thể giảm cảnh giới của đối phương, chỉ là không biết cực hạn bao nhiêu, có thể có hiệu quả với cường giả nhật nguyệt cảnh sao. Có thứ này, ngay cả cao thủ đại cực vị ta cũng có thể dễ dàng chấn áp. Hắn đem lực chú ý bỏ vào tảng đá lớn màu đen kia, ở đây xuất hiện một tảng đá hoàn toàn không hợp hoàn cảnh tự nhiên sẽ khiến hắn kỳ quái. Hơn nữa, vì sao dung nham thú vương muốn ghé vào phía trên này? Vì sao Sơn Hà Thạch sẽ xuất hiện ở đây? Hắn thử mang tảng đá này lên, nhưng không nhúc nhích được. Là nối với mặt đất, hay là trọng lượng bản thân quá mức kinh người. Lăng Hàn thử dùng thần thức bao vây tảng đá này lại, chỉ cần hắn có thể làm được điểm ấy, liền có thể thu vào hắc tháp, quản ngươi nặng bao nhiêu cân. Hoàn cảnh nơi này ác liệt, thể phách của Lăng Hàn không hãi sợ, nhưng thần thức không có tu đến trình độ cực hạn, sâu xuống dưới đất lập tức bị nham thạch nóng bỏng đốt đau đớn, để hắn muốn lập tức thu hồi thần thức lại. Hắn mạnh mẽ đè xuống xung động như vậy, tiếp tục đưa thần thức xuống. Từng giọt từng giọt, qua gần một nén hương thời gian, Lăng Hàn mới lộ ra dáng tươi cười, ông, khối hắc thạch này nhất thời tiêu thất. Hắn nhìn xuống, mặt đất hiện ra một cái động sâu chừng bảy trượng, mà đáy hố thì tối đen, cũng không biết là mặt nước, kim trúc hay thứ gì khác, thâm trầm đến đáng sợ. Lăng Hàn ném một tảng đá xuống dưới, ba, tảng đá nhất thời bạo toái, hóa thành bột phấn. Hắn vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng núi đá nơi này kết cấu tương đối vững chắc, chỉ ít hắn toàn lực oanh kích mới có thể đánh ra một ít hỏa hoa mà thôi, nhưng bây giờ lại dễ dàng sụp đổ lực phá hoại thực sự là cường đại. Ông, đúng lúc này, một lớp màng lớn kinh người xuất hiện, một gương mặt người từ phía dưới hiện lên. Bất quá cái màng kia có giãn kinh người, không ngừng bị kéo dài, nhưng không có phá vỡ. Tuy gương mặt người này rất bình thường, có mũi có miệng có mắt, nhưng... Quá lớn, tảng đá màu đen lúc trước bao lớn, gương mặt này chỉ hơi nhỏ hơn một chút, còn muốn lớn hơn nắp giếng. Thật khó có thể tưởng tượng hình thể chân thực của người này kinh người ra sao. Dù cho cách một tầng màng, nhưng Lăng Hàn cũng cảm giác được khí thế đáng sợ từ trên gương mặt người kia truyền tới, để linh hồn của hắn run rẩy. Thật mạnh, này tuyệt không phải nhật nguyệt cảnh, thậm chí vượt qua tinh thần cảnh. Lăng Hàn đột nhiên hiểu được, hắc thạch tuyệt không phải vô ý mới phóng ở đó, mà là vì chân áp lao lung hoặc nói là thông đạo này. Khi gương mặt này lao ra gần ba trượng, cuối cùng đạt tới cực hạn, không thể lại tiến mảy may. Gương mặt người kia lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói chuyện, nhưng không có thanh âm truyền ra. Nhưng một lúc sau, trong óc Lăng Hàn lại có một thanh âm. Nhân tộc hèn mọn, trợ giúp bản tọa mở thông đạo, ta có thể ban thưởng ngươi một đời vinh diệu. Lăng Hàn hắc một tiếng nói, đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Lăng Hàn không có bản lãnh để thần thức xuyên thấu qua giới bích, kia không phải vỡ tảng đá nữa, mà là thần thức của hắn vừa đụng vào nhất định sẽ bị diệt. Bởi vậy có thể thấy, người đối diện kia còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng đối phương không qua được, bằng không cũng không cần mê hoặc hắn. Nhân tộc hèn mọn, người biết bản tọa là ai chăng mặt người kia dương miệng nhưng một lát sau mới có thanh âm vang lên ở trong óc lăng hàn mở mở thông đạo cho bản tọa bản tọa có thể ban cho ngươi một quốc gia để ngươi thống trị lăng hàn cảm thấy hứng thú với thân phận của người này nga ngươi là ai nha thanh âm thần thức của hắn không có biện pháp truyền tới một đầu khác nhưng người nào quá cường đại có thể bắt được thanh âm của hắn nghe vậy cười lạnh nói bản tọa chính là một trong những người mạnh nhất trên đời ngươi có thể gọi bản tọa là chân nhất ma chủ." Lang Hàn đột nhiên ngẩn ra nói, "Ngươi là người của minh giới? Nói như vậy, chỉ có sinh linh của minh giới mới có thể tự hào mình là ma. Ở minh giới, ma không phải là nghĩa xấu, mà là danh từ cường đại, tựa như thần linh, bất quá ma chủ là cấp bậc gì?" Lang Hàn không quá rõ ràng, lại biết chân nhất ma chủ này có khả năng mạnh hơn loạn tinh nữ hoàng. Chương 1005, Chân nhất ma chủ. Truyền thuyết cái bí cảnh này là đại năng sáng thế cảnh lưu lại, như vậy, này có thể là điểm bạc nhược của thần, minh hai giới, có thể bị đánh thông, tạo thành một thông đạo quán thông hai giới. Nói như thế, cái giới bích kia là giới bích của thần giới cùng minh giới. Ha 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 ha, không sai, bản tọa ở minh giới cũng là cường giả oai phong một còi. Nhân tộc, nhanh trợ giúp bản tọa mở thông đạo, bản tọa có thể phong ngươi là ma phó, truyền thụ cho ngươi ma công vô thượng. Chân nhất ma chủ dụ dỗ nói tu ma công tu đến choáng váng sao lang hàn suy một tiếng ngươi vẫn tiếp tục ở trong đó đi nhân tộc chân nhất ma chủ giống giận cái giới bích này đỡ không được bản tọa bao lâu chỉ là sự tình mấy nghìn năm mà thôi cho ngươi cơ hội vinh diệu muôn đời không muốn đợi bản tọa xông qua nhất định sẽ ném ngươi vào ma ngục cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong ta chờ lang hàn cười nói còn có cái gì ma chủ chứ cứ nhiên uy hiếp một sơn hà cảnh nho nhỏ như ta thật đúng là có mặt mũi. Chân nhất ma chủ không nói gì, trên thực tế nếu không phải tình cảnh của hắn khó khăn, còn cần một sơn hà cảnh đến trợ giúp mình sao? Hắn hừ một tiếng nói, nhân tộc, này là một cơ hội cuối cùng, không nên sai lầm. Sau khi Lăng Hàn biết thân phận của đối phương, liền có ý nghĩ bảo hộ lột ra, lực chú ý của hắn đi vào hắc tháp, chỉ thấy dưới đáy khối hắc thạch kia có đạo đạo thần văn, vô cùng phức tạp. Thảo nào có thể chấn nơi này, Lăng Hàn không dám có lòng tham gì, tâm niệm vừa động, Hắc thạch đột nhiên xuất hiện, rơi xuống trong hầm. Trên gương mặt chân nhất ma chủ lộ ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh thì bị hắc thạch ngăn trở, thình thịch, hắc thạch nghiền ép, xanh xanh chấn chân nhất ma chủ trở lại, cái hố sâu kia cũng tiêu thất. Không, thanh âm của chân nhất ma chủ quanh quẩn ở trong đầu Lăng Hàn, nhưng lập tức ngừng lại, hiển nhiên, khối hắc thạch này phong trấn có hiệu quả vô cùng tốt. Lăng Hàn ngồi dưới đất, suy nghĩ một hồi, lúc này mới đứng lên. Nếu cái bí cảnh này là vì trấn áp thông đạo hai giới mà tồn tại, Vậy thì tại sao lại cho người tiến đến? Hơn nữa còn có thứ tốt như Sơn Hà Thạch, không phải cố ý chọc người mắc câu sao? Bất quá, nếu này làm thành một bí cảnh hoàn toàn không thể vào, phỏng chừng ngược lại sẽ làm rất nhiều người nghĩ trăm phương nhìn kế tiến đến, con người rất kỳ quái, người không cho ta vào, ta hết lần này tới lần khác muốn vào. Còn nữa, 10 năm có thể đi vào một lần, mà người mạnh nhất bất quá là Sơn Hà cảnh tiểu cực vị, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với nơi này. Lang Hàn là một ví dụ đặc thù. Cái gọi là chặn không bằng nửa mở, hiện tại tâm tư của tất cả mọi người ở trên sơn Hà Thạch, tự nhiên sẽ không đi quan tâm bí cảnh trấn áp cái gì. Nhưng cái này cũng không phải kế lâu dài, chung có một ngày, giới bích sẽ bị đánh xuyên qua. Lang Hàn đi ra ngoài, lần này hắn phát lớn, lấy được 8 khối sơn Hà Thạch, hơn nữa có 7 khối còn là thuộc tính đặc thù, ngoài ra còn có linh nhục, sau khi trở về có thể trùng kích thể thuật thần cảnh. Một đường đi tới, hắn gặp vài người, tự nhiên cũng tới nơi này tầm bảo, đối phương đều hết sức cẩn thận theo dõi hắn, sau khi sen kẽ mà qua, lúc này mới bước nhanh rời đi. Ở đây, ai dám thả lỏng, gần nửa ngày sau, hắn đi ra động quật, chỉ thấy trên một tảng đá lớn phía trước đang có hai nàng ngồi cạnh nhau, đều đẹp đến kinh người, chỉ là một ngây thơ, một quyến rũ, phong cách hoàn toàn bất đồng. Thủy Nhạn Ngọc và Hồ Phỉ Vân, Lăng Hàn, người rốt cục đi ra, để ta và Thủy Tỷ Tỷ đợi lâu. Hồ Phỉ Vân lập tức oán trách, Lăng Hàn liếc mắt nhìn Thủy Nhạn Ngọc, cười nói để ngươi lo lắng, ta mới không có, Thủy Nhạn Ngọc miệng rất cứng, chính là không chịu thừa nhận. Thế nào, thế nào, giết được con đại quái kia chưa? Hồ Phỉ Vân vội vàng hỏi, các nàng chờ lâu như vậy, tự nhiên muốn biết kết quả. Thủy Nhạn Ngọc cũng cười nói, dung nham thú vương chính là đại cực vị đỉnh phong, làm sao có thể giết được, có thể trộm được một khối sơn hà thạch đã là vận khí. Lăng Hàn làm bộ muốn đi bóp khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc nói. Cư nhiên khinh thường phu quân của ngươi như vậy, phải bị tội gì. Thủy nhạn ngọc vội nhảy ra, mặt đỏ bừng, trách mắng. Lưu manh, lăng hàn hắc hắc cười nói. Vậy cũng là lưu manh, người thực sự là quá ngây thơ rồi. Thủy nhạn ngọc không khỏi nhớ tới bị hắn đỉnh, bị hắn hôn, khuôn mặt phát nhiệt, mị nhãn hóa thành nước gợn, tràn đầy phong tình quyến rũ. Lăng hàn không dám nhìn nữa, yêu tinh này quá mê người, hắn sợ không khống chế được mình, kéo đối phương vào hắc tháp rỗi ma chảo. Kế tiếp, hình như phong xa sơn cách chúng ta gần nhất. Lăng Hàn nhìn địa đồ, chỉ chỉ một chỗ. Phong Sa Sơn là một địa phương sản xuất sơn hà thạch đặc thù, nơi đó có tất cả 18 ngọn núi, hình như máy say gió, 18 ngọn núi hợp thành một cái bánh xe, Phần nửa dưới đất, phân nửa trên mặt đất, cách thời gian nhất định sẽ chuyển động. Khi chuyển động, sẽ kéo theo kình phong kinh khủng, có thể xé võ giả thành mảnh nhỏ. Bởi vậy, muốn ở chỗ này thu hoạch sơn hà thạch, rất khó khăn, thậm chí còn hung hiểm hơn hỏa diễm quật, động sẽ mất mệnh ở đây sản xuất sơn hà thạch đặc thù là kim thuộc tính có thể cho võ giả tu ra phong duệ thần văn một kích đánh ra lực phá hoại tăng nhiều tổ ba người lần thứ hai xuất phát nhưng bọn hắn vẫn chưa đi phân nửa chỉ cảm thấy một lực lượng không cách nào hình dung kéo tới hưu bọn họ tiêu thất thời điểm xuất hiện đã ở trong một mảnh hoang dã không chỉ bọn họ có ít nhất nghìn người đều là vẻ mặt mờ miệt nhìn quanh mà đại nhân vật trước đó hộ tống bọn họ đến cũng nhảy lại thiên hải bí cảnh đóng cửa cái này liền kết thúc Lăng Hàn cảm giác rất đáng tiếc, trong thiên hải bí cảnh có tất cả 6 địa phương sản xuất sơn hà thạch có thuộc tính đặc thù, nhưng hắn chỉ đi hai địa phương, hoàn toàn không đủ a. À. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền phát hiện có vài đạo sát ý khóa mình lại. Xoát, một đạo kiếm quang chém tới, muốn lấy tính mạng của hắn. Một kiếm này thước đến, lóng lánh không gì sánh được, thái dương trên bầu trời cũng buồn bã thất sắc. Tuyệt không phải cao thủ nhật nguyệt cảnh, mà là đại năng tinh thần cảnh. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là trốn vào trong hắc tháp, đây không phải vấn đề dũng khí, dù bây giờ thể phách của hắn có thể sánh bằng thần thiết cấp 2 thì như thế nào, bị một kiếm chém qua bảo chứng hóa thành cho bụi. chương 1006, kinh động tinh thần cảnh. Ông, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cây gậy kim sắc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hiện ra ở trước mặt của hắn, trên thân côn có từng đạo thần văn phát quang, tạo thành một khu vực kim sắc, bảo vệ hắn cùng thủy nhạn ngọc, hồ phỉ vân ở sau lưng. Đinh, kiếm quang chém lên thân côn, bùng ra hỏa hoa liên tiếp, oanh, khí lãng đáng sợ xẹt qua bầu trời, đó là từng đạo kiếm văn, tước đến không gian cũng có chút không ổn định, như muốn hé ra. Hư, dám ở trước mặt bản tướng giết con dân chiều ta, người thật to gan. Một bóng người uy vũ xuất hiện ở phía trước lăng hàn, một tay vững vàng bắt được cây côn, tản mát ra khí thế phách tuyệt thiên hạ. Đinh Lập An, một trong thất đại tướng của loạn tinh Hoàng Triều. Thân thể của hắn khôi ngô, mặc một bộ chiến giáp xích hồng sắc, có thể thấy trên chiến giáp hiện đầy thần văn, hiển nhiên là một kiện thần khí. Tóc đen loạn vũ, cộng thêm tư thế cầm kim côn trong tay, phảng phất như một chiến thần bất bại. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Vị cường giả này từng lẻ loi một mình sát nhập Thiên trụ hoàng triều, ở trong địch quân chém giết một kẻ phản bội, cuối cùng còn thành công đột phá vòng vây, sống về tới loạn tinh hoàng triều. Dĩ nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá to lớn, gần như vẫn lạc, phải dưỡng thương mấy trăm năm mới khôi phục lại có người nói vẫn để lại di chứng, nếu không hắn đã có thể đột phá tinh thần cảnh trung cực vị. Ha ha, đinh đại tướng quân nghiêm trọng, bất quá là một sơn hà cảnh nho nhỏ mà thôi, bản vương không biết giết qua nhiều ít, chuyện trong nháy mắt mà thôi. Một trung niên nam tử chậm rãi đi ra, da hắn trắng nõn, thậm chí có chút trong suốt. An Lan Vương, người muốn cùng bản tướng đánh một trận sao? Đinh lập an bạt côn, chỉ vào trung niên nam tử này, chiến ý của hắn sung thiên, phía sau hiển hóa ra một ngôi sao, tản ra khí thế chân áp chư thiên. Thường nhân bị chỉ như thế, sợ rằng ra thịt cả người sẽ vỡ ra, nhưng trung niên nam tử được xưng an lan vương kia không thèm để ý chút nào. Hắn là vương của Bích Lạc Hoàng Triều, không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa địa vị cực cao, tự nhiên không hãi đinh lập an. Hắn thản nhiên nói, bản vương muốn mệnh của tiểu tử này, ngày hôm nay không giết không thể. Lăng Hàn cười lạnh nói, dám hỏi an lan vương, ta nơi nào đắc tội ngươi hắn vốn không có tư cách đối thoại với cường giả tinh thần cảnh nhưng người ta muốn giết hắn hắn như thế nào còn có thể quan tâm an lan vương lộ ra vẻ khinh thường chỉ là con kiến hôi sơn hà cảnh tiểu cực vị lại dám đứng nói chuyện với mình thực sự là to gan hắn căn bản không có để ý tới chỉ nhìn chằm chằm đinh lập an đinh lập an lạnh lùng nói ngươi cho rằng bản tướng không biết tiểu tử này ba độ leo lên xích hồ đảo ngươi lo lắng tương lai hắn sẽ trở thành đại hòa tâm phúc của bích lạc hoàng triều đi ha ha phải thì như thế nào? An Lan Vương cũng không có phủ nhận, đạt đến độ cao như bọn họ, trợn mắt nói mỏ quá không có đẳng cấp. Hắn cười nói, bất quá, người này cũng chỉ là có chút tiềm lực mà thôi, dù có thể phát huy được, cũng ít nhất là sự tình hơn 10 vạn năm sau, đinh đại tướng quân cần gì bảo vệ hắn chứ? Vậy An Lan Vương người cần gì phải vội vã xuất thủ? Đinh Lập An đối trọi gay gắt, đinh đại tướng quân, nghe nói người vẫn thầm mến nữ hoàng bệ hạ, người sẽ không sợ người này thiên phú chắc Việt khiến nữ hoàng bệ hạ chú ý, thậm chí. Hắc hắc, An Lan Vương đột nhiên thay đổi một đề tài. Đây chính là nhược điểm của Đinh Lập An. Hắn khổ yêu loạn tinh nữ hoàng, đây cơ hồ là bí mật mọi người đều biết, chỉ là quyền thế của hắn quá lớn, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa một đương sự khác là nữ hoàng bệ hạ, nên ai dám nói huyên thuyên. Bây giờ bị An Lan Vương ngay mặt vạch trần, Đinh Lập An nhất thời biến sắc, lộ ra sát khí hách người. Nữ hoàng bệ hạ là nhược điểm của hắn, cũng là nghịch lân của hắn, thần thánh không thể xâm phạm. An Lan Vương, người muốn chết sao? Đinh Lập An sát khí sôi trào, hắn khổ yêu loạn tinh nữ hoàng, cũng tự ti mặc cảm, cho rằng thế gian căn bản không có nam nhân nào xứng với nữ hoàng bệ hạ, bây giờ đối phương lại dám khinh miệt nữ hoàng, điều này làm cho hắn muốn sát nhân. Trong lòng An Lan Vương không khỏi khó chịu, không nghĩ tới gây xích mích ly gián không thành công, ngược lại khơi dậy sát ý của Đinh Lập An, thực sự là lộng xảo thành chuyên. Ha ha, bản tướng cũng thấy tiểu tử này trướng mắt, muốn trừ cho thống khoái. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy ở bên cạnh Đinh Lập An, An Lan Vương nhiều thêm một nam tử bạch y phiêu phiêu, hắn phong thần như ngọc, chính là Mỹ nam tử khó gặp, chỉ là hai cặp mắt đào hoa thực quá phong lưu, vừa nhìn chính là tay giả đời trong bụi hoa. Thích phong, Đinh Lập An trầm giọng nói, thích phong, đại tướng quân của chủ thiên Hoàng Triều, địa vị tương đương Đinh Lập An, thực lực cũng tương đương. Trước đây Đinh Lập An giết vào chủ thiên Hoàng Triều, hắn chính là cao thủ chủ lực truy sát chỉ đáng tiếc vẫn để đinh lập an về loạn tinh hoàng triều đây cũng là chỗ bẩn của hắn hai người có thể nói là đối thủ cũ nhưng tam đại quốc đã rất lâu không có phát sinh đại chiến bởi vậy bọn họ cũng cực kỳ lâu không có giao thủ qua đinh lập an giao tên tiểu tử kia ra bằng không bản tướng không ngại liên thủ với an lan vương một lần thích phong lành lạnh nói lang hàn kinh ngạc hắn chỉ là lên đảo ba lần mà thôi thậm chí ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng muốn diệt trừ ngươi lần này thực sự là danh tiếng quá lớn, thủy nhạn ngọc thấp giọng nói. trước đây triệu luân lên đảo lần thứ hai, lúc rời đi cũng gặp sát cục, bất quá lúc ấy hắn đã thành danh, bởi vậy trừ xa cảnh đại tướng quân hộ tống, triệu kiếm bạch đại tướng quân cũng ở trong bóng tối hộ tống, mới ngăn trở trụ thiên, bích lạc hoàng triều ám sát. nàng lộ ra vẻ lo lắng. lúc này đây ai có thể nghĩ đến lăng hàn sẽ càng thêm yêu nghiệt? bà độ leo lên xích hồ đảo, này so với triệu luân còn yêu nghiệt hơn gấp mấy lần, hai đại hoàng triều không ra tay mới lạ. Nhưng bây giờ chỉ có Đinh Lập An, làm sao ngăn cản được tinh thần cảnh của đối phương. An Lan Vương khoanh tay trước ngực, lộ ra nụ cười lành lạnh. Đinh Lập An cũng không yếu thế, vũ động trường côn vài vòng, gác ở trên vai nói. Các ngươi cứ việc thử một chút, bản tướng nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi muốn một cái kiềm chế bản tướng, một cái sát nhân, vậy bản tướng sẽ không khách khí, bọn tiểu bối các ngươi mang tới. Một cái cũng đừng nghĩ sống trở lại, chương 1007, ý cảnh vô địch. Lời này vừa ra, đừng nói hai người An Lan Vương biến sắc, người thí luyện của hai đại hoàng triều càng sợ đến run run. Lời từ trong miệng một vị cường giả tinh thần cảnh, ai dám cho là một câu nói đùa. Đinh Lập An, vậy để bản tướng lãnh giáo Bắc Mạc Xích Dương công của ngươi luyện đến tầng thứ mấy đi. Thích Phong cố lấy xong quyền, hắn nhìn Như Văn Nhược, nhưng am hiểu cũng là quyền pháp, có danh xưng cuồng mãnh. Bản Vương cũng tới lãnh giáo côn pháp của Đinh tướng quân một chút. An Lan Vương chấn kiếm, thần uy dập dờn. Đinh Lập An hào hùng vô hạn, tung về phía An Lan Vương cùng Thích Phong, trường côn quét ra, một mảnh kim quang lóng lánh, sông thẳng bầu trời, như muốn bầu trời tinh thần đều cấp chấn rơi xuống. Cũng may đây không phải tiểu thế giới, mỗi một ngôi sao ở đây đều có thể thích không thua hợp Ninh Tinh, cách nơi này không biết bao xa, nếu thật có thể bị chấn rơi xuống, vậy hợp Ninh Tinh còn có thể nguyên vẹn sao? Bất quá, tinh thần cảnh dù sao cũng là tinh thần cảnh, Đinh Lập An vừa ra tay, toàn bộ cánh đồng hoang vu đều run rẩy, đại địa phân liệt, căn bản không thể thừa nhận được uy năng của cường giả tinh thần cảnh. Chúng nhân vội vã thối lui, bị cuốn vào mà nói, cường giả nhật nguyệt cảnh cũng phải vẫn lạc, huống chi bọn họ đều là sơn hà cảnh, thậm chí chỉ là tiểu cực vị mà thôi, vậy thì thật là bị chết rất mau. An Lan Vương cùng thích phong đồng thời xuất thủ, một quyền một kiếm, đón nhận cây côn kim sắc. Thình thịch, quyền, kiếm đánh lên côn, nhất thời tạo thành đại bạo tạc, khu vực bọn họ bị kim sắc, bạch sắc, hắc sắc bao phủ. Dư ba chấn động, dù cho tất cả mọi người đã lui rất xa, nhưng vẫn bị chấn thất điên bát đảo, có chín thành người phun ra máu. Quang hoa tan hết, chỉ thấy Đinh Lập An vẫn duy trì tư thế ra côn, mà An Lan Vương cùng Thích Phong cũng một kiếm một quyền để ở trên thân côn, như đều biến thành tượng đá. Lên trời đánh một trận, đánh cho thống khoái, ba người đều phóng lên cao, đứng ngạo nghễ ở trên trời, tiếp đó lập tức vung tay. Chỉ có cường giả tinh thần cảnh mới có thể vận dụng quy tắc thần giới, phi thăng vào không. Lần này uy thế của bọn họ tăng vọt gấp trăm lần. Hiển nhiên, trước đó bọn họ đều có cố kỵ, sợ dư ba chiến đấu toàn diệt nhân viên phe mình, bởi vậy mỗi người đều lưu thủ. Ung um ung, um, trên bầu trời truyền xuống từng đạo ba động, quang hoa mạn thiên, che lấp thái dương đến ảm đạm vô quang. Gần như tất cả mọi người đều bị chấn nằm úp sắp trên đất, chỉ có rất ít mấy người còn có thể đứng. Lang Hàn phát động chân thị chi nhãn, mới miễn cưỡng thấy được ba đại cường giả chiến đấu. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, đang không ngừng trùng kích về đối phương, thân hình xẹt qua, hoàn toàn vượt khỏi thị lực cực hạn của Sơn Hà Cảnh. Đinh Lập An đi là phách mãnh chi đạo, trường côn quét ngang, cùng hai đại cường giả cứng đối cứng, hoàn toàn không có động tác võ thuật đẹp mắt. Nhưng đã tới đến độ cao như hắn, cũng không cần chiêu thức gì, gần như đạt tới trình độ ta tức là pháp, một côn quét ra tự nhiên kéo lên thiên địa đại đạo, uy lực cường đại không gì sánh được. Nhưng hắn dù sao có hai kình địch thích phong, An Lan Vương cũng đồng dạng là cường giả tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, thậm chí cũng đồng dạng là thiên tài tứ tinh, có người nào yếu hơn hắn. Hiện tại, Đinh Lập An còn có thể đánh bình thủ, bất quá có thể kéo bao lâu. Lang Hàn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, một khi Đinh Lập An bị thua, hai đại cường giả tất nhiên sẽ truy sát hắn. Ta dễ khi dễ lắm sao? Lăng Hàn cực kỳ khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại hắn quả thực dễ khi dễ, sinh ra ở tiểu thế giới, bản thân mới vừa nhảy vào sơn hà cảnh, cho dù là thiên tài ngũ tinh lục tinh thì như thế nào, chỉ cần là thế lực liền có thể lấn hắn. Thực lực, xa xa không đủ, lang hàn thầm tính toán, hiện tại hắn có 8 khối sơn hà thạch, đủ để đưa hắn lên cực hạn của tiểu cực vị. Mà trong thiên hạ đã có vật quý như sơn hà thạch, thì hẳn còn có bảo vật tương tự, có thể đề thăng cảnh giới rất nhanh. Hắn phải nhanh một chút bước vào trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn, sau đó sẽ dảo bước tiến lên nhật nguyệt cảnh. Chỉ có trở thành nhật nguyệt cảnh mới có tư cách chính thức, không còn là ai muốn khi dễ là có thể khi dễ, dù sao toàn bộ hợp ninh tinh, tinh thần cảnh cũng chỉ mấy cái. Đến lúc đó, hắn mới có khả năng ly khai hợp ninh tinh, đi tìm côn bằng cung, thiên kiếm cung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ở trong lúc hắn suy nghĩ, đại chiến trên bầu trời cũng ngừng ngực khí thế, tiến nhập trình độ gay cấn. An Lan Vương, thích phong bắt đầu phát huy, bọn họ đều có thần khí cường đại, An Lan Vương tế suốt một bảo bình, treo ở trên đỉnh đầu của hắn, rũ xuống từng đạo huyền khí, đó là thiên nhất huyền khí, mỗi một tia đều nặng như sơn nhạc, bảo vệ chân thân của hắn, vậy thì thật là vạn pháp bất xâm, chư lực không thương, lực phòng ngựa cao tới đáng sợ. Thích phong tế suốt một mặt bảo kính, thường thường sẽ bắn ra một đạo quang trụ, có lực phá hoại đáng sợ, một kích sỏ xuyên, ngay cả cao sơn cũng có thể san thành bình địa. Đinh Lập An cũng có thần khí, kim côn của hắn là thần thiết cao dài chế tạo, lạc ấn ý chí võ đạo suốt đời của hắn, cùng hắn gần như hòa làm một thể, mỗi một côn quét ra, đều có thể hoàn mỹ đánh ra lực lượng của hắn, lại được thần khí gia trì, chiến lực tương đối cường đại. Nhưng đối phương dù sao cũng có hai người, ai cũng có thể địch nổi hắn, tạo thành uy hiếp to lớn cho Đinh Lập An. Cũng may chiến y trên người hắn đồng dạng là một kiện thần khí, thần văn phát sáng, tạo thành quang cháo, chỉ cần hộ thuẫn không phá, hắn sẽ không thương. Vấn đề là, ở dưới hai đại cường giả cuồng oanh loạn tạc, hộ thuẫn gần như không có thời gian tồn tại, căn bản là một kích tức phá. Không bao lâu, trên người Đinh Lập An đã nhiều hơn rất nhiều vết thương. Còn có thể chống bao lâu, Đinh Đại Tướng Quân, cần gì chứ, bất quá là một sơn hà cảnh nho nhỏ mà thôi. An Lan Vương cũng không muốn làm quá mức, thủ thương là một chuyện, nhưng đánh giết đối phương là một chuyện khác. Cường giả như vậy nếu toàn lực phản kích, đủ để kéo một cái trong hai người hạ thủy, dù cho không chết cũng sẽ tàn phế. Khuôn mặt của Đinh Lập An lạnh lùng nghiêm nghị, hắn tắm tiên huyết, phần lớn là của mình, cũng có một chút là của hai người An Lan Vương, tóc đen phần phật, như một ma thần, hắn cười ha ha nói. Các người đánh thắng bản tướng trước rồi hãy nói. Hắn biến đổi côn pháp, cư nhiên chậm không gì sánh được. chương 1008, buông tha sát nghiệp. Di, ừ, hai người An Lang Vương lại đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị, thậm chí có chút khẩn trương. Này là ý cảnh thức thứ 9 của tuyệt địa côn pháp. Thích phong bật thốt lên, hắn là đối thủ cũ của Đinh Lập An, đối với côn pháp của Đinh Lập An tự nhiên vô cùng quen thuộc. Tuyệt địa côn pháp tổng cộng có 9 thức, nhưng không phải chiêu thuật cụ thể, mà là 9 loại ý cảnh, mỗi thức ý cảnh đều có thể thiên biến vạn hóa, đây cũng là sáu lộ kỹ xảo phổ biến của thần cấp, chỉ dạy ngươi làm sao vận chuyển lực lượng, vận dụng quy tắc mà không phải cố định chiêu số đánh ra. Tỷ như tiến thức trung cực, chính dạy ngươi làm sao bắn ra uy lực lớn nhất. Chín thức của tuyệt địa côn pháp, một thức so với một thức uy lực cường đại, thức thứ 9 càng được xưng vô địch. Dĩ nhiên, hai chữ vô địch là quá khoa trương, nhưng đã có ý cảnh vô địch, vậy thức côn pháp này khẳng định rất mạnh. Trăm vạn năm qua Đinh Lập An vẫn không có thể nắm giữ ý cảnh này, nhưng bây giờ thì sao? Này đủ để hắn đề thăng một phần ba, thậm chí nửa tinh chiến lực. Bọn họ vốn là thiên tài tứ tinh, ở trên cơ sở này đề thăng một phần mười chiến lực cũng đáng sợ không gì sánh được, huống chi là nửa tinh. An Lan Vương cùng Thích Phong đều thầm kêu không may, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đinh Lập An tất nhiên là vừa mới nắm giữ thức côn pháp thứ 9, bày ra ý cảnh thập phần khô khốc. Người không thể chậm hơn một chút lại nắm giữ sao. An Lan Vương và Thích Phong đều thầm mắng, đạt đến độ cao như bọn họ đã rất khó tăng thực lực lên nữa, đều là ở cảnh giới này dừng lại hơn 10 vạn năm, đã sớm mài cảnh giới vững chắc không gì sánh được, dù cho chỉ đề thăng một tia cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng chăm xích can đầu còn có thể tiến thêm một bước, vậy thì ưu thế sẽ không cách nào so sánh được. Đinh Lập An ngạo nghế cười nói ăn một côn của bản tướng. Hắn đánh ra một côn, vô cùng đơn giản, chính là muốn một gậy nện xuống. Nhưng lúc hắn vung côn, từng đạo kim quang ngưng tụ, đúng là tạo thành một vòng đinh lập an, chừng 36 cái, vây an Lan Vương cùng Thích Phong vào giữa, nhất tề vung côn, giống như từng chiến Phật. An Lan Vương, Thích Phong không dám khinh thường, đều thôi phát chiến lực đến mức tận cùng, kinh địch ở trên cực hạn đi ra một bước nhỏ, để trong lòng bọn họ đều run rẩy. Oanh, 36 đinh lập an đồng thời huy côn đánh ra, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch trên bầu trời lần thứ hai biến thành thế giới hào quang đan vào toàn bộ thiên địa ảm đạm đó là bởi vì hào quang quá sáng đối lập quá rõ ràng khi hào quang tiêu tán chỉ thấy khóe miệng của an lan vương thích phong đều chảy máu hiển nhiên phụ thương phốc đinh lập an cũng gộp ra một búng máu máu cũng là màu kim sắc vừa phun ra liền bốc cháy lên không đợi rơi xuống đất đã thiêu đốt hầu như không còn ha 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 thích phong cũng cười ha hả đinh lập an người cũng không có chân chính nắm giữ thức côn pháp thứ 9. Chỉ là vận dụng tinh huyết mạnh mẽ sử dụng mà thôi, đây là đang cầm mệnh chơi. Người có thể lại ra mấy chiêu, Đinh Lập An đứng ngạo nghễ trên không, tóc đen phần phật, chiến ý sung thiên, dương động như thực chất. Hắn hào khí can vân nói, yên tâm, bảo chứng có thể đánh chết ngươi. Thích Phong không khỏi bị đoạt khí thế, nhịn không được hư một tiếng, hắn quả thật rất muốn giết Lăng Hàn, diệt một hậu hoạn, nhưng muốn hắn vì cái này bị thương nặng thậm chí bỏ mệnh, vậy hắn là tuyệt đối không làm. Đinh Lập An thể hiện ra quyết tâm tử chiến, nhưng hắn lại thiếu ý chí, như vậy hai người chiến đấu, hắn bại trận có khả năng vô cùng lớn. An Lan Vương cũng nhướng mày, không nghĩ tới Đinh Lập An vì giữ gìn một võ giả sơn hà cảnh nho nhỏ lại không tiếc sinh mệnh. Đều nói trong thất đại tướng, Đinh Lập An trung thành với loạn tinh nữ hoàng nhất, xem ra một chút cũng không giả. Nữ hoàng đại nhân muốn hắn hộ tố người thí luyện, hắn sẽ quyết tâm chấp hành, thậm chí không tiếc liều mạng. Cường giả tinh thần cảnh cư nhiên ngu chung như vậy, An Lan Vương cũng chưa từng thấy qua loạn tinh nữ hoàng, chỉ nghe đại danh vị nữ hoàng này đã lâu, có danh xưng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, ngay cả đế vương của hai đại hoàng triều cũng thần hồn điên đảo. Hắn không khỏi hiếu kỳ, rất muốn gặp vị nữ hoàng đại nhân này, xem nàng đẹp ra sao, lại có thể làm cho Đinh Lập An khăng khăng một mực. Tâm của Thích Phong đã loạn, mà hắn đồng dạng không có quyết tâm tử chiến, trận chiến này không cần thiết phải tiến hành tiếp. An Lan Vương mỉm cười nói: "Nếu Đinh đại tướng quân quyết tâm như thế, chúng ta phải bán chút mặt mũi, tiểu tử này." "Không giết, ngược lại Lăng Hàn mới chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, cách tinh thần cảnh còn quá xa xôi, sau này có rất nhiều cơ hội đánh giết." Thích Phong không nói, bị tử địch áp đảo, để hắn thập phần khó chịu. Đinh Lập An khiêng cây côn lên vai, chỉ cười lạnh hai tiếng, không cảm kích chút nào. Mặt mũi chính là đánh ra, tuyệt không phải bố thí đến. "Bất quá, chúng ta không ra tay." nhưng bọn tiểu bối có thể thử xem a à. an lan vương xoay chuyển lời nói hiển nhiên không có buông tha ý niệm đánh chết lang hàn trong đầu tốt lúc này đinh lập an lại trả lời thẳng thắn phất phất tay chỉ cần cảnh giới như nhau hoặc niên linh sắp xỉ bản tướng sẽ không xuất thủ can thiệp nếu như này còn không địch nổi mà nói phế vật như vậy chết cũng không có gì ba đại cường giả đồng thời trở xuống mặt đất các ngươi ai đi đấu với thiên tài của loạn tinh hoàng triều một trận An Lan Vương cười híp mắt nhìn tiểu bối của bản triều hỏi: Ai có thể giết người kia, bản tướng liền thu hắn làm môn sinh. Thích Phong trực tiếp ném ra trọng thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, không người trả lời. Ở trong xích hồ, rất nhiều người đều thấy Lang Hàn xuất thủ. Tên kia quả thực chính là biến thái, lọt vào trong xích hồ cũng không thương, phòng ngự như vậy ai có thể địch nổi? Huống chi ba độ lên đảo đã nói lên vấn đề, đó cũng không phải người cảnh giới cao sẽ gặp phải trọng lực mạnh hơn, mà là đối xử bình đẳng như vậy Lăng Hàn có thể ba độ lên đảo nói rõ cái gì. Lực lượng, thể phách của hắn hoàn toàn nghiền ép bất cứ người nào trong tiểu cực vị. Vì bản chiều làm vẻ vang, này cố nhiên rất tốt, nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Trước mắt bao người, mất mặt ném đến nhà. Sắc mặt của An Lan Vương, thích phong không khỏi xấu xí, cư nhiên không người dám chiến Lăng Hàn, này để cho bọn họ cũng xấu hổ. chương 1009, lại đi thư các. oa wow, hiện tại đầu gỗ lợi hại như vậy, lại không người nào dám khiêu chiến hắn. Lệ Vi Vi vừa kinh ngạc lại hưng phấn, trước đây lúc Triệu Luân Dương danh, hai đại hoàng triều còn thường thường có thiên tài đuổi tới khiêu chiến. Lăng Hàn cư nhiên cường đến trình độ không người dám chiến, đây tuyệt đối là sáng lập một lịch sử. Đường Phong thấy thế, không khỏi siết chặt nắm tay, đố kỵ hận chồng chất. Hắn thề, trở về phải khiêu chiến Lăng Hàn, đánh đối phương rất xuống thần đàn. Một đám phế vật thích phong chật phất phất tay, đều lăn lên thuyền cho bản tướng. Người của trụ thiên hoàng triều đều lên không hạp, ai bảo bọn họ ngay cả dũng khí khiêu chiến lang hàn cũng không có chứ. An Lan Vương thì thở dài, đồng dạng để người lên thuyền. Hai đại cường giả đều nhìn lang hàn thật sâu, lúc này mới lệnh không hạm dương động, quay lại bản triều. Lần này coi như thôi, ngược lại lang hàn cách tinh thần cảnh còn rất xa xôi, sau đó mời ám dạ đường xuất thủ, muốn giết Sơn Hà Cảnh còn không đơn giản. Hồi chiều, Đinh Lập An cũng phất tay, khi mọi người lên thuyền, hắn lập tức tiến nhập buồng nhỏ, gương mặt biến thành kim sắc, trợt quỷ ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh như suối chảy ra. Một người độc ngân hai cường giả há có thể không trả giá thật lớn. Huống chi cuối cùng hắn còn mạnh mẽ tế xuất thức thứ 9 của tuyệt địa côn pháp, di chứng quá lớn, trước chỉ vì kinh sợ hai người an lang vương mới mạnh mẽ khắc chế, không có lộ ra chút kẽ hở, bằng không hai đại cường giả kia sẽ bỏ qua sao. Không hãm chuyển động, rất nhanh thì tiến nhập địa vực của loạn tinh Hoàng Triều, Đinh Lập An có thể lấy quốc thế chữa thương, tâm tình đại định, lúc này dù hai đại cường giả kia kịp phản ứng, quay đầu lại đuổi theo hắn cũng không sợ. Hắn có thể tuyên chuyển quốc thế, chiến lực tăng lên một tinh, hoàn toàn có thể treo đánh hai người kia. Không hạm trở lại hoàng đô, tất cả mọi người đều tán đi, quay về thế lực của mình, bất quá, lúc mỗi người rời đi đều sẽ liếc mắt nhìn lăng hàn, tên thiên tài này quật khởi thế không thể ngăn cản, lại không có hậu trường, thiên tài như thế là rất dễ vẫn lạc giữa đường. Sau khi người tiến nhập thiên hải bí cảnh trở về, một tin tức kinh người truyền ra, trong nháy mắt rung động toàn bộ hoàng đô. Có người ba độ leo lên xích hồ đảo, nhưng đối với phần lớn người mà nói, hồn nhiên không biết đây là ý gì, rất nghiêu bức sao. Lập tức liền có người nói cho hắn biết, người biết Triệu Luân không? Triệu Luân lên đảo hai lần, đây đã là người thứ nhất nghìn năm qua. Vừa so sánh như thế, tất cả mọi người đều kinh hãi. Triệu Luân là ai? Là thiên tài chân chính, được mọi người xem trọng tương lai có thể dảo bước tiến lên tinh thần cảnh mà nhân tài như vậy, trăm vạn năm mới có thể ra một cái. Hiện tại, có người còn mạnh hơn Triệu Luân, lang Hàn này đến tột cùng là ai? Người còn không biết, hắn là từ tiểu thế giới đến, cái gì, tiểu thế giới đến cũng có thể mạnh như vậy. Người thấy ta ít đọc sách thì có thể gạt ta sao? Ta lại không phải không có gặp qua võ giả từ tiểu thế giới phi thăng lên, ở phá hư cảnh chiến lược tối đa 15 tinh, căn bản là đống cặn bả. Người đây là cô lậu quả văn, người này chính là đế vương của tiểu thế giới, khai thiên mà đến. T. Nếu như nói Lăng Hàn đại biểu loạn tinh hoàng triều xuất chiến, thắng được đệ nhất danh trong tam quốc tranh phách chỉ để hắn thanh danh vang xa, như vậy hiện tại là chân chính danh chấn hoàng đô, mỗi một thế lực đều chú ý. Nếu có thể lớn lên, tương lai người này vô cùng có khả năng trở thành cường giả tinh thần cảnh. Dĩ nhiên, tinh thần cảnh quá khó vượt qua, một là thời gian quá dài, hai cần tài nguyên rất nhiều, nếu phía sau không có một thế lực cường đại ủng hộ, vậy này cũng chỉ là một khả năng mà thôi có chút thế lực nhật nguyệt cảnh đánh chủ ý, muốn thu Lăng Hàn làm con rể, chỉ cần Lăng Hàn gật đầu, bọn họ sẽ dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Ngày sau gia tộc của mình tự nhiên cũng trở thành gia tộc tinh thần cảnh, trở thành thế lực hết sức quan trọng của hợp ninh tinh. Nhưng cũng có chút thế lực lộ ra sát ý với Lăng Hàn, tỉ như La Gia, bọn họ tuyệt không cho phép Lăng Hàn lớn lên. Ở trong ám sóng dũng động, Lăng Hàn về tới học viện. Việc đầu tiên chính là báo cáo học viện, hắn muốn trùng kích Sơn Hà Cảnh. Hiện tại hắn chỉ là dựa vào sơn hà cảnh đề thăng lên, thiếu khuyết lĩnh ngộ, cực hạn cũng chỉ dừng lại ở tiểu cực vị đỉnh phong, không có khả năng tiến thêm được nữa, phải tu công pháp thần cấp, thực sự trở thành thần linh. Học viện đối với lần này vô cùng coi trọng, cố ý phái ra một trưởng lão kinh nghiệm phong phú hộ đạo cho hắn. Đầu tiên, tự nhiên là học tập công pháp thần cấp, không có kinh nghiệm của tiền nhân, vậy muốn tự nghĩ ra công pháp mà nói, tuyệt không phải sự tình 10 năm 8 năm, mà là mấy trăm năm, mấy nghìn năm, Công pháp tiểu cực vị là học viện đưa tặng, nhưng từ trung cực vị bắt đầu, công pháp sẽ lấy tích phân đổi lấy. Bất quá, bởi vì lăng hàn 3 lần lên xích hồ đảo, công tích như vậy tự nhiên để đại lão của bác phân viện hết sức hài lòng, cho hắn 1.000 tích phân. Phải biết học sinh tiểu cực vị phổ thông 10 năm cũng kiếm không được nhiều tích phân như vậy, này vô cùng, vô cùng lớn. Hiện tại hắn tu công pháp là thất tinh quyết, là công pháp hết sức bình thường, bởi vì mỗi học sinh đạt đến phá hư cảnh tầng 9 đều có thể từ học viện đạt được môn công pháp này. Tặng không dĩ nhiên không thể là hàng tốt, dù sao cũng không có chuyện tốt không làm mà hưởng. Người phụ trách hộ đạo giảng giải công pháp, Lăng Hàn có cái gì không hiểu đều có thể thỉnh giáo. Học sinh phổ thông có 3 ngày dùng để thỉnh giáo, nhưng Lăng Hàn là 7 ngày, này tự nhiên là các đại lão của Bắc Phân Viện yêu ái. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ dùng một ngày thỉnh giáo, ngày thứ hai lại bắt đầu bế quan tìm hiểu. Một là ngộ tính của hắn kinh người, hai là hắn đã đứng ở trên tiểu cực vị, Trở lại từ đầu tìm hiểu, độ khó dĩ nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì chỗ khó chính là dạy ngươi làm sao tìm hiểu thiên địa quy tắc, hình thành sơn hà, nhưng bây giờ sơn hà đã ngưng ra, nhảy vọt qua một bước khó khăn nhất. Lăng Hàn lấy ra một khối sơn hà thạch hỏa diễm, một bên tìm hiểu bí mật sơn hà, một bên tiến hành luyện hóa, như vậy có thể ngộ càng thêm trực quan hơn. Sau khi luyện hóa khối sơn hà thạch này, hắn bước vào tiểu cực vị đỉnh phong. Hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục luyện hóa sơn hà thạch muốn nhất cổ tác khí vào tới cực hạn của tiểu cực vị. Chương 1010, lục hợp bát hoang công thượng. Hắn tính có chút sai lầm, bốn khối sơn hà thạch hoàn toàn không đủ để đưa hắn tới cực hạn của tiểu cực vị, cảnh giới càng cao, đề thăng cần tài nguyên cũng càng nhiều. Khi hắn luyện hóa sáu khối sơn hà thạch hỏa diễm, lại phát hiện một vấn đề. Hắn không có đạt đến cực hạn của tiểu cực vị, núi lớn trong đan điền đã không thể lạc ấn thêm thần văn, cực hạn là chín đạo. Lại luyện hóa sơn hà thạch đặc thù mà nói, đây chẳng qua là không công lãng phí chỉ có nhảy vào trung cực vị hình thành ngọn sơn hà thứ hai mới được lang hàn lấy ra một khối sơn hà thạch thông thường luyện hóa này có thể đề thăng tu vi nhưng không có hiệu quả đặc thù bởi vậy sẽ không lãng phí cách cực hạn của tiểu cực vị trí ít còn kém ba khối sơn hà thạch lang hàn lắc đầu không nghĩ tới tranh lệch sẽ lớn như thế bởi vì tiểu cực vị tiền kỳ chỉ cần một khối sơn hà thạch mà thôi bất quá ta giàu gì cũng là sơn hà cảnh chân chính hắn lộ ra mỉm cười, hao bốn ngày thời gian, hắn cuối cùng tìm hiểu ra bí mật sơn hà trở thành thần linh thứ thiệt có không gian tiếp tục tăng lên ở trong đan điền của hắn ngọn sơn hà thứ nhất cũng phóng đại gấp trăm lần sẽ không nhỏ hơn sơn hà cảnh khác chút nào thất tinh quyết vừa mới học lập tức sẽ vô dụng cần công pháp mới nếu không không thể đột phá trung cực vị đây cũng không phải là sơn hà thạch có thể giúp được lang hàn lắc đầu phẩm chất công pháp trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện bởi vậy hắn nhất định phải kiếm tích phân, đi đổi một môn công pháp như bức. Sau khi hắn xuất quan, báo cáo cho học viện một tiếng, sau đó sẽ rời phá hư bộ, chính thức nhảy vào tiểu cực bộ. Bởi vì học viện cực kỳ coi trọng hắn, nên đã sớm ăn bài xong, thời điểm hắn xuất quan, đã có chứng minh thân phận mới. Lăng Hàn liền đi thư các, một là hắn muốn tìm công pháp chung cực vị, dù cho hiện tại không có tích phân đổi, chỉ ít cũng biết giá cả A. Thứ hai, hắn cũng muốn bái phỏng từ lão đầu, được một môn kỹ xảo nghiêu bức của người ta hắn còn chưa cảm ơn hắn lừng thững mà đi rất nhanh liền tới thư các hết thảy đều như cũ từ lão đầu ngồi ở cửa dáng dấp buồn ngủ bái kiến tiền bối lăng hàn đi tới cung kính thi lễ đã trở về từ lão đầu không có mở mắt chỉ thuận miệng hỏi một câu đã trở về lăng hàn gật đầu nói đi đi từ lão đầu phất phất tay lăng hàn lại gật đầu một cái hắn ấn xuống bia đá một cái thu được quyền hạn mới, có thể lên lầu 2. Hắn đi lên lầu 2, giá sách nơi này nhiều hơn lầu một gấp đôi, nhưng không phải sách vở truyền thống, mà là từng khối quân bài, có chút thậm chí còn là khớp xương hoàn chỉnh. Cũng có chút thần thiết, phía trên hiện đầy thần văn, tản mát ra khí tức cổ xưa. Bên ngoài ngăn tủ đều có cấm chế bảo hộ, nếu đưa tay duỗi lên mà nói, sẽ cho thấy giới thiệu của bí pháp trong đó, tỉ như là công pháp hay vũ kỹ, lại có phẩm chất gì, cái thuộc tính gì. Càng then chốt chính là, này chút lại cần bao nhiêu tích phân mới có thể đổi lấy. Nếu như tích phân của người đủ, thì có thể tiêu hao tích phân phá vỡ cấm chế đọc xem, đồng thời ở trong vòng 10 ngày kế tiếp, người có thể ở đây tiến hành tìm hiểu, bất quá 10 ngày sau người còn muốn tìm hiểu mà nói, vậy cần tiêu hao tích phân lần nữa, nhưng số lượng giảm phân nửa. Đây cũng là cho người vị đắng, để người biết nắm chặt thời gian. Đừng xem thần linh động một chút thì có 10 vạn trăm vạn năm thọ nguyên, nhưng đi tới cảnh giới này sẽ biết, muốn leo lên càng cao, thực sự là nhiều thời giờ hơn cũng chê thiếu, chỉ biết ngại ít. Lăng Hàn chỉ nhìn giới thiệu, hắn chỉ ít cũng phải tâm lý nắm chắc mới có thể quyết định chọn công pháp nào tu luyện. Nơi này đa số công pháp đều rất tiện nghi, chỉ cần mười mấy tích phân, nhưng cũng có đắt tiền, tỉ như huyền lôi địa ha quyết, cư nhiên cần năm ngàn điểm tích phân để Lăng Hàn liếu lưỡi. Ai đổi được a? À, nhưng ngấm lại học sinh thông thường ít nhất phải ở tiểu cực bộ nghỉ ngơi năm ngàn năm, như thế năm ngàn điểm tích phân thật không nhiều lắm. Mà huyền lôi địa ha quyết tuyệt không phải công pháp quý nhất, còn có hơn vạn. Tại thần giới, công pháp cộng phân 10 cấp, lấy cấp 1 kém nhất, cấp 10 cao nhất. Như Lang Hàn trước học thất tinh quyết chính là công pháp cấp 1 thấp nhất, hơn nữa, dù cho người thất tinh quyết hoàn chỉnh, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới sơn hà cảnh đại viên mãn. Ở đây, công pháp cao nhất là cấp 4, theo Thủy Nhạn Ngọc nói, Thủy gia truyền lại công pháp phá nguyệt quyết là cấp 5, chỉ tiếc, mặc thủy nhạn ngọc to gan lớn mật làm sao cũng không dám tự truyền công pháp, bằng không nàng và lăng hàn đều sẽ mất mạng. Đối với bất kỳ một gia tộc, môn phái nào mà nói, công pháp đều là truyền thừa trọng yếu nhất, tuyệt không thể ngoại truyền. Thứ tốt ra, thứ tốt ra, chỉ là thật quá đắt. Lăng hàn liên tục thở dài, hắn vốn tưởng rằng được học viện thưởng một nghìn tích phân có thể tiêu xài một chút, nhưng quét một vòng mới biết mình nghèo bao nhiêu. Có thể trước đổi một môn công pháp cấp thấp, đột phá đến trung cực vị lại nói, sau đó sẽ từ từ tích lũy, đổi một môn công pháp cao cấp. Lăng Hàn làm ra quyết định, nhưng không có lập tức đổi, bởi vì hắn còn không có đạt đến cực hạn chân chính của tiểu cực vị, không vội. Hắn từ trên lầu đi xuống, đang muốn rời đi, đã thấy Từ lão đầu mở mắt nói: "Người trẻ tuổi, theo lão nhân đi một chút." Lão nhân này cư nhiên mở miệng mời, Lăng Hàn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Tiền bối mời?" Từ lão đầu đứng lên, tự nhiên đi về phía trước. Lăng Hàn thì theo ở phía sau, thần thái cung kính. Xích thiên học viện lớn đến thái quá, trong học viện khắp nơi có rừng rậm, hoa viên, hai người đi tới bên hồ, ba quang lân lân, như hàng vạn hàng nhìn kim xà loạn vũ. Lão nhân nghe nói người ở trong thiên hải bí cảnh biểu hiện. Từ lão đầu quay lại nhìn Lăng Hàn, cười nói, rất tốt, tiền bối quá khen, Lăng Hàn khiêm tốn nói. Từ lão đầu cười ha hả, vuốt tròm dâu nói, vừa rồi ngươi có chọn chúng công pháp gì không? Không dối gạt tiền bối, Vãn bối quả thực nhìn chúng vài môn công pháp, thế nhưng trong túi ngượng ngùng, căn bản không đủ đổi. Lăng Hàn lắc đầu nói, từ lão đầu nói, lão nhân có một môn công pháp có thể truyền cho ngươi, bất quá, lão nhân muốn ngươi đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì, Lăng Hàn hỏi, chương 1011, lục hợp bát hoang công hạ. Ngày sau nếu gặp phải thái nhất ngọc tỷ tâm, không tiếc giá lớn mang tới cho lão nhân. Hai mắt của từ lão đầu sáng ngời, trong ánh mắt cuồn cuộn trên dị tượng nhật nguyệt tinh thần, cả người cũng tản mát ra khí thế phách tuyệt. Giờ khắc này, hắn đâu còn là lão đầu gì, nếu không phải tóc còn hoa dâm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thì ai cũng phải cho rằng đây là một nam tử hán thân cao bảy trượng. Lăng Hàn mờ mịt nói, Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm là cái gì? Nếu người gặp, tự nhiên sẽ biết, từ lão đầu chỉ phất tay, khí thế lập tức như thủy chiều thối lui, lại biến thành một lão đầu. Hắn phất phất tay nói, bây giờ cảnh giới của ngươi còn quá thấp, suy nghĩ công không có tác dụng. Thật đúng là thành thật, người sẽ không sợ đả kích người sao tiền bối không lo lắng ta bất tận lực sao Lăng hàn hỏi dù sao đối phương chỉ nói là dưới tình huống gặp phải mới toàn lực đi tranh thủ mà không phải toàn lực đi tìm này có bất đồng rất lớn từ lão đầu cười ha ha nói vậy coi như lão nhân nhìn lầm người lang hàn gật đầu nói xin tiền bối dạy ta môn công pháp này tên là lục hợp bát hoang công nhưng lão nhân lấy được chỉ là tàn quyền chỉ có thể thu luyện tới tinh thần cảnh đại viên mãn còn phía sau cần chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Từ lão đầu nói, công pháp này nghe tên liền thấy như bức, lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn sao. Dám hỏi tiền bối, môn công pháp này là phẩm cấp gì? Lăng Hàn hỏi, từ lão đầu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Lão đầu tử cũng không rõ ràng, nhưng theo lão nhân biết, luận tốc độ tinh tiến, luận tu ra chất lượng nguyên lực tuyệt sẽ không thua bất cứ người nào trên hợp ninh tinh. Lời này có chút lớn, toàn bộ hợp ninh tinh. Đây chẳng phải là bao gồm tam đại hoàng giả đi vào sao. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch, thải qua cho Lăng Hàn nói. Công pháp ghi chép ở phía trên, người tự tìm hiểu, có địa phương không hiểu có thể tới hỏi lão nhân. Tạ ơn tiền bối, Lăng Hàn thận trọng thu hồi ngọc thạch, nhân tình này lớn đến thái quá. Nếu quả thật như từ lão đầu nói, phẩm cấp của lục hợp bát hoang công không thua kém bất luận công pháp nào của hợp ninh tinh, như vậy chỉ cần lấy ra đấu giá, sẽ dẫn phát tất cả mọi người điên cuồng và cướp giật. Dù sao, bảo vật như Sơn Hà Thạch chỉ có thể bồi dưỡng được vài thiên tài, nhưng một môn công pháp tuyệt thế có thể đề thăng trình tự của cả thế lực, hơn nữa còn là đời đời. Lăng Hàn cũng không nói mạnh miệng gì, chỉ ở trong lòng hứa hẹn, nếu biết Thái Nhất Ngọc tùy tâm hạ lạc, hắn nhất định sẽ toàn lực thu hoạch. Hắn đổi địa phương ở lại, học sinh tiểu cực bộ dĩ nhiên không có khả năng ở cùng phá hư bộ, Lăng Hàn dọn vào nhà mới, cũng không chào hỏi ai, mà lập tức bế quan tu luyện. Hiện tại hắn có hai nhiệm vụ, trùng tu lục hợp bát hoang công để thăng thể thuật tới thần cảnh. Mà ở trong lúc hắn bế quan, lại xảy ra một sự tình. Đường Phong thập phần cao điệu khiêu chiến Lăng Hàn, hiện tại hai người cùng là học sinh tiểu cực bộ của Bắc phân viện, này là công bình đánh một trận. Chỉ là hắn bài danh cao thứ nhất, cư nhiên trái lại khiêu chiến Lăng Hàn, này có chút không hợp lý. Ai nhưng bảo hiện tại danh tiếng của Lăng Hàn quá thịnh, tiểu cực vị nào cũng lấy đánh bại hắn làm quang vinh, muốn đạp lên đầu của hắn thượng vị. Mà không đánh bại Lăng Hàn mà nói, người khác cũng sẽ hoài nghi đường phong ngồi ở đệ nhất danh bất chính môn bất thuận. Mặt khác, Triệu Luân thuận lợi đột phá đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn, hơn nữa có người nói tu thành một môn cổ công, uy lực cường đại không gì sánh được. Hắn được nữ hoàng bệ hạ phong làm thất phẩm võ quan, tên in vào đồ đằng, có thể tuyên chuyển quốc thế. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh của hắn ép Lăng Hàn xuống. Hiện tại người hoàng đô đều rất chờ mong, lúc nào Lăng Hàn có thể ở trên cảnh giới đuổi theo Triệu Luân từ đó bạo phát một trận thiên tài tuyệt thế mới cũ quyết đấu. Hơn nữa, các sòng bạc cũng đã ra mức cược, đánh cuộc thời gian bạo phát trận chiến đầu tiên giữa Lăng Hàn cùng Triệu Luân, một năm, hai năm, ba năm thậm chí mười năm trăm năm cũng có, thời gian càng gần, tỷ số bồi càng cao. Tuy cái đổ ước này phải vài thập niên thậm chí mấy trăm năm sau mới có thể thực hiện, nhưng người đặt cược lại không ít. La ra, sắc mặt của La Hồng Đạo tái xanh, vì hành trình thiên hải bí cảnh lần này, gia tộc bỏ ra cái giá cực lớn mới chiếm được bốn danh ngạch tiến vào nhưng sau khi bốn người kia đi vào liền không nữa ra mấu chốt là còn mất xích la tỏa địa võng so sánh với nó giá trị của bốn danh ngạch là hoàn toàn không ở một đẳng cấp đừng nhìn xích la tỏa địa võng chỉ có hiệu quả với sinh linh sơn hà cảnh nhưng loại hình thần khí này rất hiếm thấy vô cùng chân quý để la ra cũng phải thương gân động cốt bỏ ra tài lực to lớn tới cùng là chuyện gì xảy ra bốn người đi vào lại mang theo xích la tỏa địa võng tại sao sẽ một cái cũng không có ra. Hắn vỗ bàn nói, có vẻ vô cùng phẫn nộ, bẩm gia chủ, có người từng thấy, Lăng Hàn cũng ở trong hỏa diễm quật. La Thanh hồi bẩm, hắn là một viên đại tướng của La Gia, có tu vi nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Ánh mắt của La Hồng Đạo phát lạnh, bây giờ hắn nghe cái tên này chỉ biết động lửa giận vô hình. Hắn hừ một tiếng nói, ý của ngươi, là con kiến hôi của tiểu thế giới kia giết đám người La Kiếm. Gia chủ đại nhân, Lăng Hàn là thiên tài tứ tinh, hơn nữa dựa vào sơn hà thạch trợ giúp tu vi cũng đạt tới tiểu cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chiến lực không thể khinh thường la thanh như thực hồi đáp la hồng đạo lắc đầu nói bốn người la kiếm mang theo xích la tỏa địa võng có thể làm đối thủ suy yếu một tiểu cảnh giới con kiến hôi kia có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực tối đa tiểu cực vị đỉnh phong sao có thể là đối thủ của đám người la kiếm la thanh cũng không lời chống đỡ so sánh thực lực quá rõ ràng la dương dẫn đầu vốn là tiểu cực vị đỉnh phong Chiến lược tứ tinh chống lại lang Hàn bị xích là tỏa địa võng khốn trụ, đó là nghiền ép tuyệt đối. Trừ khi thần khí không có phát huy tác dụng, nhưng điều này có thể sao? Được rồi, bên ám dạ đường truyền đến tin tức, lần đầu tiên ám sát Lăng Hàn thất bại, mà bây giờ cảnh giới của Lăng Hàn đề thăng, bọn họ nói nếu như muốn nhiệm vụ tiếp tục thì tăng giá. La Thanh nói, chương 1012, trung cực vị, 3, đám phế vật kia, La Hồng đạo đập tan chén trà ngay cả một phá hư cảnh cũng thu thập không được để đối phương vui vẻ lâu như vậy hiện tại lại còn muốn tăng giá vậy gián đoạn ủy thác sao la thanh cẩn thận hỏi la hồng đạo suy nghĩ một chút mới nói bọn họ ra giá, giá bao nhiêu mười vạn la hồng đạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại sao không đi cướp bất quá là một sơn hà cảnh tiểu cực vị còn không có bối cảnh gì lại muốn giá cao như vậy la ra không phải không trả nổi nhưng tiêu ở trên người một sơn hà cảnh tiểu cực vị nghĩ như thế nào cũng không đáng a à tiểu tử kia ba lần lên xích hồ đảo, là một viên tân tinh, giá tiền ám sát hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên. La Thanh giải thích, đạo lý này La Hồng Đạo không thể không biết, chỉ là hắn không muốn tiếp thu mà thôi. La Hồng Đạo suy nghĩ một lúc mới nói, đáp ứng điều kiện của bọn họ, chúng ta không thể có bất kỳ quan hệ gì tới cái chết của tiểu tử kia. Vâng, La Thanh gật đầu, hắn cũng biểu thị tán thành, đắt là đắt, nhưng nếu như La ra tự mình xuất thủ, vạn nhất truy xét đến trên đầu bọn họ, tội danh mưu hại một thiên tài có thể nặng có thể nhẹ, nặng thậm chí có thể làm cho toàn bộ la gia vạn kiếp bất phục. Lục hợp bát hoang công rất khó tu luyện, ngộ tính của Lăng Hàn đã rất cao, nhưng vẫn dùng 7 ngày mới hiểu rõ tầng thứ nhất của môn công pháp này, hắn quên hết thất tinh quyết, để nguyên lực trong cơ thể chạy theo phương thức mới. Môn công pháp này có thể đồng thời lấy ra 6 thuộc tính linh khí, tu ra nguyên lực ngưng thật không gì sánh được, bởi vậy sau khi Lăng Hàn sửa tu, mới đầu tu vi của hắn rút lui, bởi vì phải nện nguyên lực lại lần nữa, thật giống như đang rèn thép, trọng lượng tất nhiên sẽ giảm xuống. Lại 10 ngày sau, lang hàn mới trở lại cảnh giới vốn có, nhưng chiến lược lại mạnh hơn vài phần. Kế tiếp, hắn buông lục hợp bát hoang công xuống, bắt đầu luyện thể thuật. Hắn lấy ra linh nhục, này là vật đại bổ, hiệu quả vượt qua chân nguyên thạch rất nhiều, mà hắn thu được tới vài cân, này nếu bán ra, sẽ mang đến cho hắn mấy nghìn chân nguyên thạch. Nhưng bởi vì số lượng yêu thú thần cấp giảm mạnh, linh nhục cũng biến thành cung không đủ cầu cũng không phải mấy nghìn chân nguyên thạch đơn giản như vậy. Linh nhục không cần nấu, trực tiếp dùng là được, khi thịt này vào miệng, Lăng Hàn có một loại cảm giác, có thể sánh bằng thịt yêu thú trong hắc tháp, mỹ vị không gì sánh được. Thảo nào Linh nhục cũng là mỹ vị nhất đẳng của thần giới, nhưng một con yêu thú sơn hà cảnh chỉ sản xuất ra một lạng đến bốn lạng Linh nhục, số lượng quá ít. Hắn ăn, tu luyện, sau lại đó ăn, tu luyện nữa, hơn một tháng sau, thể thuật cuối cùng đột phá đến thần cảnh, mà hơn một tháng này hắn cũng không buông tu luyện nguyên lực, vừa khéo đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong chân chính. Lăng Hàn tiếp tục bế quan, hắn muốn nhất cổ tác khí sông lên trung cực vị. Hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ hai của lục hợp bát hoang công, phải tốn mất nửa tháng đi nắm giữ, tiếp đó lấy ra lượng lớn chân nguyên thạch, bắt đầu trùng kích bình cảnh. Nói như vậy, cho dù là những thiên tài của Sích Thiên Học Viện cũng cần 5.000 năm mới có thể vượt qua bước này, nhưng Lăng Hàn có sơn hà thạch trợ giúp, rút ngắn quá trình tích lũy nguyên lực, lại dùng lục hợp bát hoang công rèn nguyên lực, đánh chắc cơ sở, để hắn có thể trong thời gian cực ngắn trùng kích chung cực vị. Này rất kinh người, ngay cả triệu luân so sánh cũng cảm thấy không bằng. Cuối cùng, hắn bắt đầu trùng kích, tuy đây chỉ vượt qua một tiểu cảnh giới, nhưng ở thần giới, mỗi một tiểu cảnh giới tranh lệch cực lớn, bởi vậy, bước đột phá này sẽ mang đến biến hóa căn bản, tỉ như cường độ thể phách, tỉ như sức sống thân thể, trực tiếp nhất chính là thọ nguyên, từ 10 vạn năm tăng lên tới 20 vạn năm dù lang hàn rất yêu nghiệt, cũng không thể một lần là xong bởi vì không có sơn hà thạch thay hắn ngưng luyện ra sơn hà trước cần hắn một bước một vết chân bởi vậy bốn tháng sau lang hàn mới rốt cục ngưng luyện ra ngọn núi thứ hai hắn lập tức ra hắc tháp nửa năm này hắn đều ở trong hắc tháp đó là chỗ an toàn nhất loảng xoảng trên bầu trời có sấm sét vang rền mây đen lập tức bay đến có tia chấp ở trong đó ẩn hiện thiên kiếp tới lang hàn bắn người lên đi tới trên quảng trường chuyên môn độ thiên kiếp trong học viện, nghênh đón thiên kiếp đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo thiểm điện thứ nhất đã phách xuống. Lăng Hàn nghênh tiếp thiên kiếp, nguyên bản lấy thể phách của hắn muốn vượt qua thiên kiếp là sự tình đơn giản không gì sánh được, thể phách thần thiết cấp 2, mặc cho người oanh kích ta cũng lù lù bất động. Nhưng nếu như vậy, thân thể của hắn sẽ không được rèn luyện, thể phách chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Bởi vậy, vì càng mạnh hơn, hắn chỉ có chủ động chấn vỡ thân thể, để thần cốt, huyết nhục chịu đựng thiên kiếp oanh kích, gõ đập, lại lấy bất diệt thiên kinh trùng tu, ngưng tụ, để thể phách tiến thêm một bước. Chỉ là, lần trước độ thiên kiếp bất quá là sự tình hơn nửa năm trước, hiện tại lại muốn độ lần thứ hai, để trong lòng lăng hàn có chút sợ hãi. Tư vị kia thật không dễ chịu a. À. Người muốn trở thành cùng giai mạnh nhất, ngày sau thiên hạ vô địch, nhất định phải ăn nổi khổ mà người khác không thể ăn, bằng không dựa vào cái gì ngươi mạnh hơn người khác. Thanh âm của tiểu tháp ở trong óc vang lên, cái tháp kiêu ngạo này, luôn luôn làm ra một bộ thuyết giáo. Lăng Hàn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng người đứng nói không đau thắt lưng, đây là thật rất thống khổ, còn không cho hắn oán giận sao. Loảng xoảng thiên kiếp sẽ không để ý tới cảm thụ của hắn, từng đạo công kích đáng sợ đánh xuống, muốn giết chết hắn. Lăng Hàn trấn vỡ thần cốt, tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ. Có người độ kiếp, động tĩnh này quá lớn, tự nhiên sẽ dẫn phát người trong học viện quan tâm. Chỉ là học sinh của sích thiên học viện thực nhiều lắm, không nói mỗi ngày đều có người độ kiếp, nhưng cách hai ba năm thực có người độ kiếp một lần. Bởi vậy, có người chú ý, nhưng chỉ vài người ở phụ cận mà thôi, không có dẫn phát oanh động vây xem. Hơn nữa lúc này thiên kiếp đã thành, điện mang ở trên trời vũ động, người bình thường cũng rất khó thấy dáng dấp của Lăng Hàn, vậy dĩ nhiên càng không đưa tới chú ý. Mặt khác, Lăng Hàn tự mình tan rã hóa thành huyết nhục không rõ, ai có thể nhận ra được. Trường 1013 có muốn phát tài không? Vài người còn tưởng rằng Lăng Hàn bị thiên kiếp phách, không khỏi lắc đầu liên tục, thầm nói người này là ai a, à, Độ Thiên Kiếp lại không có chuẩn bị, Thiên Kiếp mới vừa bắt đầu đã thảm như vậy, kế tiếp khẳng định không qua được. Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, dù tên ngu ngốc kia sắp thành một đống thịt vụn, nhưng Thiên Kiếp thủy chung không có ý dừng lại, vẫn đánh như cũ, hiển nhiên người nọ còn chưa chết. Như vậy cũng không chết được, bọn họ há to miệng, chỉ là nửa ngày thoáng một cái đã qua, Lăng Hàn đã trọng ngưng thân thể, trong nháy mắt Thiên Kiếp tiêu tán, hắn cũng lấy một bộ áo choàng che thân thể của mình biến mất không thấy gì nữa không có biện pháp hiện tại hắn chống trơn chẳng lẽ không biết xấu hổ gặp người sao di các người thấy dáng dấp của người kia không không có chạy quá nhanh thực sự là kinh người hắn rõ ràng bị thiên kiếp đánh cho thảm như vậy làm sao còn có thể sống lẽ nào hắn ăn cử tử chuyển sinh thần đan trong truyền thuyết thần đan trải qua cử tử còn có thể sống lại sao trừ thần đan đó còn có cái gì có hiệu quả nghịch thiên như vậy ở trong tiếng nghị luận của những người này Lăng Hàn đã về tới tiểu viện mình, tắm rửa một chút, tiếp đó mặc quần áo vào, lấy ra nguyên liệu nấu ăn nấu nướng, dự định khao thưởng bụng của mình một trận, đã mấy tháng không có ăn uống a. À. Tiểu tử thối, mấy ngày nay đi nơi nào, làm hại bản vương tìm không ra. Đại Bạch Miêu xuất hiện ở trên tường viện, mũi của nó rất linh, nghe được hương vị thịt nướng liền tìm tới. Mùi này quá quen thuộc, Lăng Hàn không khỏi cười nói, người rốt cuộc là mèo hay cẩu, sao mũi linh như vậy? Bản vương chính là Bạch Hổ hậu đại, Đại Bạch Miêu ôm meo meo một tiếng, nhào tới Lăng Hàn. Di, người có thể nói. Lăng Hàn kinh ngạc, mà Đại Bạch Miêu vừa ra tay, hắn cũng lập tức phát hiện, tu vi của đối phương bước vào Sơn Hà Cảnh. Có người nói, yêu thú tiến vào Sơn Hà Cảnh đều có thể hóa thành hình người, như vậy con Miêu yêu này biết nói tiếng người liền không kỳ quái, ngược lại thì không có biến hóa mới kỳ quái. Bản vương chính là Bạch Hổ Hậu Duệ, biết nói có gì kỳ quái. Đại Bạch Miêu công liên tiếp, chỉ là nó vào Sơn Hà Cảnh không giả, Bạch hổ hậu đại cũng không giả, nhưng cảnh giới của Lăng Hàn cao hơn, thực lực yêu nghiệt, sẽ sợ nó sao? Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, chỉ thủ chứ không công, muốn nhìn một chút thực lực con miêu yêu này ra sao? Thật có chút mạch, đại bạch miêu chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ, nhưng chiến lực nhảy tới tứ tinh, vô cùng kinh người. Hừ, huyết mạch của bản vương vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nếu không còn lợi hại hơn. Nó thập phần ngạo kiều nói, phải không, Lăng Hàn cười cười, chợt ném ra một quả cầu nhung meo meo đại bạch miêu nhất thời bỏ lăng hàn soát chuyển hướng nhào tới khi hai móng bắt được viên cầu lúc này mới tức giận đến kêu to meo 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 tiểu tử thối người dám trêu chọc bản vương ha hả ăn thịt không ăn coi như thôi lăng hàn ngồi xuống đã biết thực lực của đại bạch miêu đánh tiếp nữa lại có ý nghĩa gì hiện tại hắn một ngón tay là có thể chấn áp đại bạch miêu khó chịu đi tới nhưng mấy miếng thịt xuống bụng nó lập tức mặt mày hớn hở cùng lăng hàn xương huynh gọi đệ nó tiến lên sơn hà cảnh không bao lâu cũng mới biết nói chuyện bởi vậy hơi nhiều lời quả thực chính là nói nhiều để lăng hàn quả muốn bịt miệng nó hoặc là che lỗ tai của mình mỗi ngày đại bạch miêu ở chỗ hắn ăn chùa uống chùa qua hai ngày sau lệ vi vi tới chơi chết đầu gỗ nửa năm này ngươi chạy đi đâu lệ vi vi vừa vào cửa liền chất vấn nga bế quan tu luyện ni lăng hàn thuận miệng nói bế cái đầu quỷ ngươi ngươi có biết bản tiểu thư bị ngươi làm cho rất mất mặt hay không lệ vi vi tức giận nói ta làm gì ngươi lang hàn cười nói lệ vi vi đặt mông ngồi xuống cầm lấy vật tự ăn không chút khách khí đường phong khiêu chiến ngươi nhưng ngươi lại không có bóng dáng hắn để lại lời nói ngươi là quỷ nhát gan căn bản không dám ứng chiến bản tiểu thư biện bạch thay ngươi nói ngươi không phải người nhát gan rất nhanh sẽ ra ứng chiến kết quả thì sao ngươi cư nhiên nửa năm cũng không hiện thân hiện tại hoàng đô người người đều nói ngươi hữu danh vô thực nói ngươi là người nhát gan Bản tiểu thư thay người nói chuyện, hiện tại cũng bị chê cười. Lăng Hàn cười ha ha nói: "Khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, bất quá không có cách nào, ta đang bế quan, cái gì cũng không biết." Hắn vì sợ bị người quấy rối, vẫn luôn ở trong hắc tháp, người khác muốn tìm hắn là chuyện không thể nào. "Còn có, còn có." Lệ Vi Vi lộ ra vẻ hưng phấn, Triệu Luân đã bước vào đại viên mãn, ở thiết huyết chàng khiêu chiến liên thắng 20 chàng, được khen là vương giả trong thế hệ trẻ hiện nay, không có một trong Hiện tại mọi người cũng đang thảo luận, chừng nào thì ngươi có thể đuổi theo hắn, tiếp đó đánh một trận, tiền đặt cược rất lớn. Ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi sáng ngời, tỷ số bồi là bao nhiêu? Trong vòng 1 năm một bồi 10, 2 năm một bồi 9, tiếp đó 10 năm một bồi 5, 20 năm lại 2 bồi 3, trăm năm sau 10 bồi 12, nói chung, thời gian càng chậm, tỷ số bồi càng thấp. Lệ Vi Vi nói, Lăng Hàn cười nói, có muốn phát tài không? Nghe được hai chữ phát tài, đôi mắt đẹp của lệ vi vi lập tức sinh quang. Bởi vì trước đó lăng hàn một mực bế quan, bán nguyên liệu nấu ăn dĩ nhiên gián đoạn, lấy không gian linh khí của quý vân nhi, nguyên liệu nấu ăn tối đa chỉ có thể duy trì hơn 10 ngày mà thôi, trở về không bao lâu đã bị các nàng bán sạch. Chuyện này làm hai nàng hối hận không thôi, bởi vì lăng hàn chậm chạp không xuất hiện, làm hại các nàng cũng thèm ăn. Làm sao phát tài, nàng vội vã hỏi, sắp có một đại đấu giá hội muốn bắt đầu, nếu như bản tiểu thư có tiền, là có thể để cha nhìn với cặp mắt khác xưa. Đấu giá hội gì? Lăng Hàn hỏi, Nga, Hoàng Đô cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một lần đấu giá hội, mà lần này lại vừa lúc là thiên hải bí cảnh kết thúc không lâu, tự nhiên càng thêm long trọng, có không ít thứ tốt. Lệ Vi Vi có chút hưng phấn nói, nàng dừng một chút, sờ khuôn mặt nói, người còn không có nói, biện pháp phát tài gì? Lăng Hàn cười ha ha nói, này còn không đơn giản, không phải đang đánh cuộc ta và triệu luân lúc nào đấu võ sao? Chương 1014, Khiêu chiến Triệu Luân. Lệ Vi Vi một điểm liền tỉnh, lập tức vỗ tay nhảy dựng lên nói: "Chúng ta đi đặt tiền cược, tiếp đó người ước chiến Triệu Luân, không hợp a, à, vạn nhất Triệu Luân không để ý tới ngươi thì sao?" Lăng Hàn cười hắc hắc nói: "Vậy phải xem nữ nhi của tả tướng ngươi lợi hại rồi, có thể làm đổ ước đổi thành lúc nào ta khiêu chiến Triệu Luân hay không." Bằng không, hắn cũng không cần Lệ Vi Vi làm gì. Lệ Vi Vi liên tục gật đầu, dáng dấp ta hiểu nhưng rất nhanh nàng lại lộ ra vẻ lo lắng nói nhưng vạn nhất triệu luân ứng chiến người bị giết thì làm sao bây giờ ân ân ngược lại theo ta cũng không có vấn đề gì tùy tiện a à. chính cô ta tự trả lời mình quả nhiên không chút lo lắng lang hàn cười nói triệu luân tuyệt giết không được ta mà nếu không phải hắn bước vào đại viên mãn hắn còn có thể bị ta chấn giết đây cũng không phải nói mạnh miệng bây giờ thể phách của hắn đạt tới trình độ thần thiết cấp 3 ngay cả đại viên mãn muốn oanh phá cũng cần một chút thời gian. Mặt khác, hắn còn có xích la tỏa địa võng, như vậy cháo xuống, tu vi của triệu luân sẽ giảm mạnh. Trước đây người la ra cần nó đi đối phó dung nham thú vương, nói rõ bọn họ tự tin có lưới trợ giúp sẽ giết chết con thú vương kia, lấy cái này suy đoán, tác dụng của thần võng chắc là có thể suy yếu một ái tiểu cảnh giới. Tu vi của triệu luân xuống một tiểu cảnh giới, còn bị thần võng vây khốn, ảnh hưởng năng lực hoạt động, nếu hắn tế xuất diệt long tinh thần tiễn mà nói, một kích miểu sát đối phương cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trước đây thú vương đồng dạng là đại viên mãn sơ kỳ, lại không có bị thần võng quấy nhiễu, còn không phải bị hắn bắn thiếu chút nữa chết sao. Nhưng, triệu đại tướng quân con trai độc nhất nhưng giết chết sao. Dù đánh sinh tử lôi đài cũng không được, sẽ không sợ vị đại tướng quân này sát tính nổi lên, không để ý quy củ sát nhân sao. Thực lực càng mạnh, quy củ ràng buộc lại càng nhỏ, quy củ vốn chính là cường giả áp dụng cho người yếu, mình tuân thủ hay không hoàn toàn là nhìn tâm tình trừ khi lang hàn sát nhân xong trốn vào trong hắc tháp nhưng hắn cũng không phải người cô đơn còn có đại lam triều lang hàn lắc đầu không thể giết nhưng có thể hung hăng quất bạt tai cho đối phương một giáo huấn mà tin tưởng chỉ cần triệu luân không chết không tàn triệu đại tướng quân cũng sẽ không biết xấu hổ đến tự mình xuất thủ mấu chốt là cho dù có xích la tỏa địa võng có thể chấn được triệu luân sao đối phương là thiên tài tứ tinh dù bị rút một tiểu cảnh giới chiến lực của hắn vẫn có thể đạt đến đại viên mãn sơ kỳ, mà lang Hàn thì sao? Hắn bây giờ là trung cực vị sơ kỳ, thua một tiểu cảnh giới hoàn chỉnh, hơn nữa, hắn tối đa chỉ có thể triển lộ ra chiến lực ngũ tinh, bằng không. Không biết hậu quả sẽ ra sao, phải biết rằng hắn lên đảo ba lần, cho thấy tiềm lực siêu việt tứ tinh, trực bức ngũ tinh, để hai đại hoàng triều muốn giết hắn từ trong trứng nước, chiến lực lục tinh tuyệt đối sẽ làm cho người ăn ngủ không yên. Người nghĩ hay lắm, lệ vi vi lắc đầu nói. Người còn không biết, sau khi Triệu Luân đột phá, còn bị nữ hoàng bệ hạ phong làm thất phẩm võ quan, danh liệt đồ đằng, có thể tuyên chuyển quốc thế, chỉ ít còn có thể tăng một tinh chiến lực. Lăng Hàn nhướng mày, như vậy muốn thắng Triệu Luân cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ khi tất cả như ý liệu của hắn, trước lấy xích la tỏa địa võng vây khốn đối thủ, lại lấy diệt long tinh thần tiễn bắn bị thương nặng, nhưng không bắn vị trí yếu hại như đầu, trái tim thì đã sao, hắn chỉ có một cơ hội như vậy, bỏ lỡ mà nói, vậy hắn cũng chỉ có nhận thua. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, nếu ta và Triệu Luân chiến, vậy khẳng định còn có thể có kiểu cược mới, tin tưởng gần như nhà cái sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp mở ván cược ta hoặc là Triệu Luân ai thắng, mà là Triệu Luân có thể ở trong mấy chiêu đánh bại ta, để ta đầu hàng. Ân ân ân, lệ vi vi liên tục gật đầu, bằng không nhà cái nhất định phải thua thiệt chết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, vậy chúng ta trước hết dùng Triệu Luân kiếm một khoản, sau đó sẽ dẫm nát dưới chân. Lệ vi vi kinh ngạc, cái đầu gỗ này có lòng tin như vậy, phải biết rằng ngươi chỉ là từ tiểu thế giới đến, lại không có bối cảnh gì, dựa vào cái gì cho rằng Triệu Luân giết không được ngươi. Nhưng không thể phủ nhận, tự tin như vậy để hắn nhiều thêm một khí chất mê người. Mau lấy tiền ra, bản tiểu thư đi đặt cược, nàng rất nhanh thì bị hai chữ phát tài lắp đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn phát quang. Sau khi lăng hàn vào thiên hải bí cảnh phát chút tài, đều là cướp đến, mặc dù sau đó dùng tu luyện, trùng kích trung cực vị dùng một điểm, nhưng cộng thêm trước kia tích lũy cũng có 4.000 khối chân nguyên thạch, hắn toàn bộ giao cho lệ vi vi. Lệ vi vi không kịp chờ đợi rời đi, tiếp đó cách một ngày mới về, nói cho hắn biết tất cả đã xong, chỉ chờ hắn đi khiêu chiến. Lăng Hàn lập tức viết một chiến thư, dán ở trên cửa chính của Bắc Phân Viện, tự nhiên là khiêu chiến Triệu Luân. Tin tức như có cánh, trong nháy mắt liền truyền khắp Bắc Phân Viện, Xích Thiên Học Viện, toàn bộ Hoàng Đô, chúng nhân nghị luận ẩm ĩ không nghĩ tới thiên tài yên lặng hơn nửa năm kia rốt cục lại xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền cao điệu như vậy, cư nhiên khiêu chiến Triệu Luân. Triệu Luân là ai? Con trai độc nhất của Triệu Đại Tướng Quân, thiên tài mạnh nhất nghìn năm qua, bị ký thác kỳ vọng cao, có khả năng đạt đến tinh thần cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, người của Hoàng Đô đều đang suy đoán Triệu Luân có thể ứng chiến hay không. Ha ha, vị sư đệ này thật có ý tứ, vừa mới thăng nhập tiểu cực bộ, liền khiêu chiến Triệu Luân rồi. Tây phân viện, trong một biệt viện, đang có một thanh niên áo lam ngồi an nhàn, thưởng thức trà. Ở phía sau hắn đứng một nữ tử, thân thể thon dài, trang phục bằng da hoàn toàn phát họa ra thân hình nóng bỏng của nàng, để người nhìn muốn chảy nước miếng. Mà tướng mạo của nàng cũng không phụ thân thể tốt như vậy, tràn đầy giã tính mê hoặc, tóc đen buộc thành một mái, thẳng rủ đến mông, để cái mông tròn càng lộ ra vẻ ngạo nhân. Cô gái này thấy nước trong chén trà của thanh niên áo lam đã không nhiều lắm, vội vàng rót thêm. Nàng nói, thiếu chủ, theo ý kiến của ngươi, Triệu Luân có thể ứng chiến hay không? Tự nhiên sẽ không, thanh niên áo lam lắc đầu, chương 1015, tỷ số bồi kinh người. Cảnh giới của hắn cao hơn lăng hàn nhiều như vậy, thắng cũng không vinh quang, cần gì phải đấu chứ. Mỹ nữ nói, thiếu chủ có khả năng không biết, triệu luân và lăng hàn còn có tư oán. Nga, thanh niên áo lam lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể, triệu luân là thực lực gì thân phận gì, nói khó nghe một chút, lăng hàn muốn đắc tội triệu luân cũng không có cơ hội. Thanh niên áo lam này gọi Sa Nguyên, chính là con thứ ba của đại tướng quân Sa Cảnh cũng là con nhỏ nhất. Thiên phú võ đạo của hắn đồng dạng kinh người, từ ngàn năm trước liền bước vào sơn hà cảnh đại viên mãn, hôm nay đã đạt đến đỉnh phong. Theo lý thuyết, hắn hẳn là ly khai học viện, nhưng công tử của Sa đại tướng quân cứng rắn muốn ở lại học viện, chẳng lẽ người còn có thể đuổi hắn sao? Với hậu duệ quyền quý mà nói, Xích Thiên học viện không chỉ là chỗ tu luyện, trên thực tế điều kiện ở gia tộc bọn hắn còn tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ đến học viện là vì mạng lưới giao thiệp, tích lũy thực lực của mình có thể tiến vào học viện, cái nào không phải thiên tài. Như Triệu Luân thì có tam đại thủ hạ, ai cũng là thiên tài nhị tinh, thậm chí có người nói còn có tam tinh, nhân tài như vậy ai không muốn mời chào. Sở dĩ học viện chia làm bốn phân bộ, lẫn nhau cừu thị, cũng có một bộ phận nguyên nhân là không muốn để cho bàn tay của một hậu duệ quyền quý quá dài, này là một hạn chế tối đa chỉ có thể dần vặt ở trong một phân viện. Trang phục mỹ nữ tự nhiên sẽ không chờ đối phương đặt câu hỏi, vội vàng nói. Đó là bởi vì Thủy Nhạn Ngọc, có người nói nàng và Lăng Hàn Tư định chung thân. Nàng gọi Liêu Oánh, là sa đại tướng quân tử trong cô nhi chọn lựa ra, thiên phú võ đạo cực kỳ phi phàm, vừa là bạn chơi của Sa Nguyên, cũng là bồi luyện, còn là tử vệ. Tử vệ như nàng tổng cộng có bốn người, hợp xưng tứ báo. Sa Nguyên sửng sốt một chút, chợt cười to, gần như ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Triệu Luân a à, Triệu Luân, ngươi không phải vô cùng kiêu ngạo sao, sao ngay cả nữ nhân của mình cũng không thủ được. Đừng nhìn thất đại tướng đặt song song nhưng quan hệ lẫn nhau tuyệt không thể tốt như vậy. Mà hắn và Triệu Luân là công tử ca đỉnh cấp của Hoàng Đô, lẫn nhau trong lúc đó đấu khí cũng không ít, đều muốn tranh đoạt vòng nguyệt quế Hoàng Đô đệ nhất thiếu. Bởi vậy, biết được Triệu Luân ăn thua thiệt lớn như thế, Sa Nguyên tự nhiên cười to. "Liễu Oánh, ngươi sẽ không phản bội bản công tử chứ?" Sa Nguyên đột nhiên hỏi, trong lòng Liễu Oánh run lên, vội vã quỳ xuống nói. "Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ." Sa Nguyên quét nhìn nàng nói, Người hảo hảo điều tra người này cho bản công tử, bản công tử cảm thấy hứng thú với hắn. Vâng, Lưu Oánh đứng lên, đi ra cửa, chắc là sẽ không, hay là không dám. Trên mặt Sa Nguyên lộ ra nụ cười thâm bất khả chắc. Đường Phong thiếu chút nữa tức điên, Lăng Hàn không để ý đến mình khiêu chiến, để hắn khinh bỉ làm người nhát gan, cũng đang tuyên dương Lăng Hàn nhát như chuột khắp nơi, nhưng đối phương hờ hững, trực tiếp khiêu chiến Triệu Luân, này là coi hắn như không có gì sao. Hắn hận không thể bầm thây Lăng Hàn vạn đoạn, bởi vì Lăng Hàn vừa khiêu chiến, lại trong nháy mắt hoàn toàn ép danh tiếng của hắn xuống. Triệu Luân không có đáp lại khiêu chiến của Lăng Hàn, mà thủ hạ của hắn Bạch Nguyên Tư lên tiếng, biểu thị khinh bỉ với Lăng Hàn khiêu chiến, nói Lăng Hàn chỉ là sử nhân tác quái, hắn sao có tư cách giao thủ với Triệu Luân. Muốn chiến có thể, hắn phụng bồi, điều kiện tiên quyết là sinh tử chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại đưa mắt nhìn chăm chú đến Lăng Hàn, nhìn hắn làm sao đáp lại. Phải biết mặc dù Bạch Nguyên Tư không có trói mắt như Triệu Luân, nhưng hắn cũng là cao thủ sơn hà cảnh đại cực vị, còn tiếp cận thiên tài tam tinh. Tử chiến với hắn, Lăng Hàn bị miểu sát có khả năng tiếp cận chín thành. Người có dám hay không? Lăng Hàn lập tức đáp lại, chiến. Hoàng đô đều oanh động, Lăng Hàn chính là tân tinh trói mắt nhất hôm nay, mà Bạch Nguyên Tư vô luận là thực lực hay thân phận thủ hạ của Triệu Luân, cũng làm cho hắn bị trúng mục. Hai người này muốn tử chiến, nhất định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt mà không có gì bất ngờ xảy ra, thắng bại của hai người tự nhiên đã lên sòng bạc. Thế nào, tỷ số bồi bao nhiêu? Lăng Hàn có chút hưng phấn, lệ vi vi cười hắc hắc nói. Người thắng, một bồi một trăm, khóe miệng của Lăng Hàn co quắp, tuy hắn biết tỷ số bồi của mình càng cao, kiếm được cũng càng nhiều, nhưng thật không ngờ lại là một bồi một trăm. Đây là xem thường mình cỡ nào a? À? không có tỷ số bồi cho Bạch Nguyên Tư thắng, chỉ có tỷ số bồi là ngươi trong mấy chiêu bị đánh bại. Một chiêu miểu sát, 10 bồi 11, 2 chiêu, 10 bồi 12, 3 chiêu, 10 bồi 13. Lệ Vi Vi lại giới thiệu tỷ số bồi. Hiển nhiên nhà cái cũng rất không coi trọng Lăng Hàn, Lăng Hàn có thể chống nổi trăm chiêu đã đạt tới trình độ một bồi 10. Đầu gỗ, kế tiếp chúng ta làm sao? Hai mắt của Lệ Vi Vi tỏa ra ánh sáng, trước đã kiếm một số lớn. Ngươi tới cùng buôn bán lời nhiều ít, Lăng Hàn không khỏi hỏi. Ngươi là 4.000, ta và Vân Tỷ Tỷ mỗi người 3.000, tổng cộng buôn bán lời 10 vạn. Lệ Vi Vi hưng phấn nói, hai nàng cộng lại còn nhiều hơn cả hắn. Lăng Hàn thở dài nói, dĩ nhiên toàn bộ áp ta thắng. Ui uy uy uy, ngươi sẽ không đỏ mắt ta và Vân tỷ tỷ kiếm được nhiều hơn ngươi, nên muốn âm chúng ta chứ? Lệ Vi Vi tràn đầy hoài nghi nhìn Lăng Hàn, ta là người như vậy sao? Lăng Hàn lắc đầu, yên tâm, áp ta thắng, một bồi một trăm, bao các ngươi giàu phất. Hơn nữa, tất cả tiền của ta không phải cũng vào hết đó sao? Cũng phải, lúc này Lệ Vi Vi mới gật đầu, Tiếp đó kỳ quái nói: "Ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy? Đương nhiên là thực lực." Lăng Hàn cười ha hả nói. Triệu Luân không có ứng chiến, này ở trong dữ liệu của Lăng Hàn, ngược lại hắn phát khiêu chiến chỉ là vì thắng tiền mà thôi, không nghĩ tới Bạch Nguyên Tư sẽ đáp lại, để hắn còn có thể kiếm một khoản. "Tin tưởng ngươi một lần, bất quá, nếu ngươi hại ta và Vân tỷ tỷ thua tiền, chúng ta sẽ không tha cho ngươi." Lệ Vi Vi hung tợn nói, "Yên tâm cái này coi như là đồ cưới ta đưa cho các ngươi, thua không được. Lang Hàn cười nói, bây giờ vốn của bọn hắn đã tăng gấp 10 lần, đạt 10 vạn, lại thắng gấp trăm lần mà nói, chính là 1.000 vạn. chương 1016, đường phong xui xẻo. So với luyện đan còn muốn nhiều hơn, đáng tiếc, đây là bởi vì tư liệu không hợp thời, nếu bọn hắn có thể lý giải Lăng Hàn mà nói, tối đa chỉ mở ra tỷ số bồi gấp 10 mà thôi. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, sau khi lấy được tiền đặt cược, vừa khéo tham gia đấu giá hội, kiến thức đấu giá hội ở thần giới sẽ có thứ tốt gì bán ra. Cách ngày ước chiến còn có 3 ngày giảm sóc, nhưng Thủy Nhạn Ngọc không có xuất hiện, để Lăng Hàn có chút tiếc nuối. Ba ngày nay, hắn luyện hóa khối sơn hà thạch hỏa diễm cuối cùng, triệt để vững chắc cảnh giới trung cực vị, đồng thời, uy năng của hỏa diễm thần văn cũng tiến hơn một bước, dù sao tổng cộng có 7 khối, vượt xa thần văn trọng lực nhiều lắm. Ba ngày thời gian đến, Lăng Hàn quần áo nhẹ ra trận, đi thiên phong sơn, này là nơi quyết đấu. Bởi vì cuộc quyết đấu này có độ quan tâm quá cao, hấp dẫn rất nhiều người đến quan chiến. Không chỉ người trong học viện, còn có quần chúng muôn hình muôn vẻ trong hoàng đô, đều hao hết chắc trở, nghĩ biện pháp được vào học viện, muốn thấy tận mắt. Triệu Luân cũng tự mình hiện thân, đứng chắp tay ở trên ngọn núi, bất quá còn có bốn người có thể đặt song song với hắn. Sa Nguyên, Liễu Huệ Lan, Kinh Vô Huyết, Thượng Quan Nguyên Cơ, những thứ này đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong học viện, nguyên bản Triệu Luân yếu hơn bốn người này một tầng, nhưng theo hắn nhảy vào sơn hà cảnh đại viên mãn đã ngang hàng với bốn người này rồi theo các vị tiểu tử kia có thể chống mấy chiêu sa nguyên cười nói tiểu tử kia bất quá là tiểu cực vị dù có tiềm lực thiên tài tứ tinh cũng chỉ tương đương với trung cực vị đỉnh phong cho dù bạch nguyên tư chỉ là đại cực vị thông thường cũng có thể dễ dàng chấn áp hắn huống chi bạch nguyên tư còn là đại cực vị trung kỳ tiếp cận thiên tài tam tinh liễu huệ lan tiếp lời liễu ra mấy đời đều là thuộc cấp trung thành của triệu đại tướng quân bởi vậy Liễu Huệ Lan tự nhiên hoàn toàn thiên hướng Triệu Luân. Bất quá, nàng nói cũng là tình hình thực tế, để Kinh vô huyết, thượng quan nguyên cơ đều gật đầu, mà Triệu Luân thì lộ ra vẻ khinh thường. "Vậy chúng ta đánh cuộc một chút đi." Sa Nguyên cười nói, "Đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc cái gì?" Triệu Luân hỏi, hắn và Sa Nguyên đều là con của đại tướng quân, bình thường không ít vì danh xưng đệ nhất công tử mà đấu khó phân thắng bại, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. "Ta cá tiểu tử kia có thể kéo đến trên 500 chiêu." thậm chí có thể thắng. Sa Nguyên cười nói, mấy người triệu luân đều lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể. So sánh thực lực của hai bên đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, vô luận như thế nào Lăng Hàn cũng không có một chút xíu khả năng thắng, thậm chí có thể chống được 10 chiêu hay không cũng là miễn cưỡng, làm sao có thể chống được sau 500 chiêu, càng không nói đến có thể thắng. Sa Huynh, thật muốn khư khư cố chấp như vậy sao? Kinh vô huyết lạnh lùng nói, hắn trời sinh lạnh lùng, ngược lại không phải có cửu oán với ai sa nguyên lộ ra dáng tươi cười nói ta đánh cuộc với mấy vị là được ngươi đã muốn tặng lễ không được ta cược một khối bạch phân tinh thiết triệu luân nói t liễu huệ lan kinh vô huyết thượng quan nguyên cơ đều lộ ra vẻ khiếp sợ bạch phân tinh thiết chính là thần thiết cấp 7 vô cùng chân quý sa nguyên cũng nao nao nói triệu luân thủ bút của ngươi thật lớn không dám sao triệu luân cười lạnh nhận sa nguyên hào khí can vân nói liễu huệ lan liền nói Sa huynh hào sảng như thế, vậy tiểu muội cũng không thể coi thường sa huynh, liền cược ba giọt vân phượng chân huyết. Lại là đại thủ bút, nàng nói vân phượng chân huyết dĩ nhiên không thể nào là thượng cổ thần thú chân phượng, mà là hậu đại huyết mạch loáng, nhưng dù như vậy, chỉ cần mang một chữ phượng cũng đại biểu cho mạnh mẽ và hy hữu. Ha ha, ta cược một khối tam tê mặc ngọc hảo. Thượng quan nguyên cơ cười nói, một cây dương tinh thảo, kinh vô huyết lạnh lùng nói, may là sa nguyên đã có lý giải tương đối với lăng hàn, nhưng vẫn có cảm giác khô miệng vạn nhất hắn thua, bồi ra tài vật tương đương, sẽ làm hắn ở trong vạn năm kế tiếp tung quẫn. Nhưng nếu thắng thì sao? Phất lớn, phú quý hiểm trung cầu, vậy ngồi xem đi, Sa Nguyên cười nói, nhưng bốn người triệu luân đều có thể nghe ra vẻ khẩn trương của hắn, đây cũng là chuyện rất bình thường, vì tiền đặt cược quá lớn, mà phần thắng của Lăng Hàn lại quá thấp. Lăng Hàn, đường phong từ trong đám người nhảy ra, chặn lối đi của Lăng Hàn, hắn đã ở đây đợi thật lâu. Lăng Hàn liếc mắt, thản nhiên nói ngươi là ai đường phong thiếu chút nữa xỉu vì tức hắn đường đường bắc phân viện tiểu cực bộ đệ nhất nhân ngươi cư nhiên không nhận ra ta có dám đánh với ta một trận không hắn lớn tiếng nói lăng hàn cười lắc đầu nói được rồi ta không muốn khi dễ ngươi ngươi quá kiêu ngạo đường phong giận sôi lên trực tiếp vỗ ra một trường đánh tới đầu lăng hàn hắn và lăng hàn cùng là người của tiểu cực bộ bởi vậy luận bàn thông thường căn bản không cần được lăng hàn đồng ý có thể trực tiếp xuất thủ, chỉ cần không đánh chết đánh tàn phế là được." Lan Hàn nghiêng người một cái nói, "Này là lần cảnh cáo duy nhất, không nên khiêu khích ta, bằng không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ." "Hừ, Đường Phong nào sẽ để ở trong lòng, toàn thân hắn rung lên, cả người có thần quang dương động, thời điểm xuất thủ, lòng bàn tay có ba đạo thần văn, tản mát ra khí tức cổ xưa. "Này là Tam nhất huy nguyên công." Bên cạnh có người suy đoán nói, "Không sai, nghe nói Đường Phong từng tiến nhập một di tích cổ." thu được môn kỳ công này, uy lực kinh người. Hắn có thể trở thành bác phân viện tiểu cực bộ đệ nhất nhân, môn cổ công này không thể không tính. Nhìn xem lang hàn ngăn cản thế nào, ha ha, hẳn không có vấn đề đi, bằng không nếu ngay cả đường phong cũng ngăn không nổi, hắn như thế nào đấu với bạch nguyên tư, căn bản là bị miểu sát. Oanh, đường phong giết lại, thần quang bao phủ, hắn uy phong lẫm lẫm. Đây là người tự tìm, lang hàn xuất thủ, oanh, hắn không che giấu khí thức của mình nữa, phía sau có hư ảnh hai ngọn núi cao, thần văn đan vào, thổ hoàng sắc là thần văn trọng lực, màu lửa đỏ là thần văn hỏa diễm. Thình thịch, đường phong bị đánh bay, trực tiếp đụng lên vách núi đá, nhất thời đánh ra một hố sâu hình chữ đại, cả người đều hõm vào. Hắn không có thể phách cấp bậc thần thiết, tuy miễn cưỡng vận dụng nguyên lực thủ hộ, nhưng vẫn bị chấn đến hai mắt biến thành màu đen, cả người tê liệt, tiên huyết cuồng phun. Chương 1017, Miểu sát Bạch Nguyên Tư. Trong khoảng thời gian ngắn, Toàn trường yên tĩnh, nhưng chỉ một hồi, lại lập tức trở nên ồn ào. Thật không nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên bước vào trung cực vị. Quá kinh người, khi hắn tiến vào bí cảnh còn là phá hư cảnh, mới qua hơn nửa năm, hắn lại thành trung cực vị, tốc độ này quá nhanh. Quả thực, cho dù có Sơn Hà Thạch trợ giúp, nhưng vẫn phải cần mình tự lĩnh ngộ Sơn Hà cảnh, cái này tiêu tốn 100 năm cũng không nhiều lắm, nhưng hắn cư nhiên chỉ dùng nửa năm. Này, quả thực chính là quái vật. Ha ha thảo nào trước đó lăng hàn không đáp ứng khiêu chiến với đường phong nguyên lai like hắn đang bế quan trùng kích trung cực vị đường phong thật đúng là không may thiên phú của lăng hàn so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hiện tại càng có ưu thế cảnh giới thảo nào một kích liền bị oanh bại nguyên bản trung cực vị là không thể chủ động xuất thủ với tiểu cực vị nhưng hắn hết lần này tới lần khác chủ động khiêu khích thực sự là đánh rất hàm răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng chúng nhân vừa kinh ngạc vừa muốn cười đường phong vào giờ khác này thành vở hài kịch chỉ dùng để làm nền cho lăng hàn cường đại trên đỉnh núi trừ sa nguyên bốn người triệu luân đều lộ ra vẻ kinh ngạc tốc độ tinh tiến của lăng hàn ngay cả bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sa nguyên này là lực lượng của ngươi sao triệu luân cười lạnh đột phá trung cực vị thì như thế nào chỉ là tiền kỳ mà thôi dù lăng hàn lại nghịch thiên đạt tới thiên tài ngũ tinh chống chết cũng chỉ tương đương với đại cực vị trung kỳ bạch nguyên tư thì sao cảnh giới bản thân là đại cực vị trung kỳ huống chi hắn còn là thiên tài tam tinh tranh lệch gần ba tiểu cảnh giới nhỏ nghĩ như thế nào cũng là nghiền ép nghiêng về một phía triệu luân kiên trì của ngươi lúc nào kém như vậy sa nguyên cười to nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết sao triệu luân hừ một tiếng hắn nhỏ hơn sa nguyên mấy trăm tuổi bởi vậy hắn mới nhảy vào đại viên mãn đối phương đã là đại viên mãn đỉnh phong kém ba tiểu cảnh giới nhỏ thật muốn đánh nhau mà nói hắn tự tin có bí thuật trong tay hoàn toàn không sợ đối phương nhưng Sa Nguyên tự nhiên cũng đồng dạng không cần sợ hắn. Bởi vậy, bị đối phương chọc như thế, hắn cũng chỉ có thể hừ một tiếng, bằng không lấy lòng dạ hẹp hòi của hắn, không chỉnh chết đối phương mới lạ. Lăng Hàn đi tới bình đài giữa sườn núi, hơn nửa năm trước, hắn còn ở đây đánh với La Phách một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp một lần sinh tử chiến. Bạch Nguyên Tư đã ở trong sân chờ hắn, khoanh chân ngồi dưới đất, giống như một tượng đá, không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cao thủ như bọn hắn mà nói, đừng nói chờ mấy canh giờ dù vài ngày cũng có thể bảo trì tâm cảnh không thay đổi lăng hàn ngừng lại đứng cách xa bạch nguyên tư mười trượng ngươi đã đến rồi bạch nguyên tư mở hai mắt ra nhất thời như tinh không lóe lên tiếng xét đánh không hổ là cao thủ đại cực vị chỉ một ánh mắt cũng đáng sợ như thế lăng hàn cười nhạt nói tới rồi nhanh như vậy đã đột phá đến trung cực vị đáng quý bạch nguyên tư lại nói bình thường thôi bạch nguyên tư dừng một chút mới nói thiếu chủ nhà ta còn thiếu một con chó, ngươi thần phục, vẫn có thể tha chết cho ngươi. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng nói, ngươi nguyện ý làm chó là chuyện của ngươi, nhưng bị coi thường còn muốn kéo người khác, thực sự là tiện đến trong xương. Làm càn, Bạch Nguyên Tư lệ quát một tiếng, loảng xoảng lỗ tai của rất nhiều người đều chảy máu, để cho bọn họ hoảng sợ, một tiếng oai cũng đáng sợ như thế. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói, ngươi đã gian ngoan bất linh, vậy thì chết đi. Lăng Hàn chỉ ngón tay đi qua, nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, đã như vậy, ta cũng không thủ hạ lưu tình. Nói bốc nói phét, thân hình của Bạch Nguyên Tư tung bay, cũng không có tế xuất binh khí, tay phải mở ra, có chín đạo thần văn đan vào, nhấn về phía Lăng Hàn. Thực lực hoàn toàn siêu việt, vậy chỉ cần từ chính diện nghiền ép. Lăng Hàn tươi cười, hưu, hắn cũng tung về phía Bạch Nguyên Tư. Hai người đều lao thẳng tới đối phương, vậy dĩ nhiên nháy mắt liền tiếp xúc, thình thịch, Bạch Nguyên Tư vỗ một trưởng lên ngực Lăng Hàn, thần quang chấn động, không khí rung rung. Khuôn mặt của hắn ngạo sắc, bị hắn chính diện đánh trúng, Lăng Hàn tuyệt đối chỉ có tứ phân ngũ liệt. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Lăng Hàn không chỉ đánh rắm không có, trái lại còn cười cười nhìn hắn. Gặp quỷ rồi, hắn cũng không kịp suy tư vì sao Lăng Hàn không có thụ thương, vội bước trở ra, này thật là quỷ gì. Đúng lúc này, Lăng Hàn giơ tay lên, vẫy ra một tấm lưới. Nguyên bản lấy thực lực của Bạch Nguyên Tư là căn bản sẽ không trúng chiêu, nhưng ai bảo bây giờ hai người cách gần như vậy hơn nữa còn là ở sau khi hắn công kích tự cho là có thể tuyệt sát lăng hàn lưới lớn mở ra nhất thời vây khốn hắn tuy bạch nguyên tư kinh hãi nhưng tuyệt không luống cuống hắn theo triệu luân xuất nhập qua rất nhiều di tích trải qua quá nhiều nguy hiểm gặp nguy không loạn là tố chất cơ bản nhất bằng không hắn nào có tư cách theo triệu luân thương hắn rút kiếm nhất thời kiếm quang như mưa bong bong rung động gặp lại sau lăng hàn kéo cung trực tiếp phát động tiến thức trung cực hắn không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào chính là muốn chém rơi một móng vuốt của triệu luân trong chấp nhóm này cả người bạch nguyên tư lông tơ dựng đứng mọc lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn vội vã vận chuyển toàn lực nhưng hoảng sợ phát hiện nguyên lực của mình bị áp chế tối đa chỉ có thể phát huy ra lực lượng trung cực vị trung kỳ đây là cái võng gì trong lòng hắn hiện lên một ý niệm như vậy nhưng vào lúc này mũi tên đã chỉ vào ngực hắn Phảng Phất Thiên Địa xúc tích ra đại sát khí, để hắn không nhịn được run rẩy. Lăng Hàn nhẹ buông tay, mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang. Phốc, mũi tên phá thể mà vào, quán xuyên đầu của Bạch Nguyên Tư, mũi tên bay ra, chỉ có đuôi tên mới dính vài giọt máu tươi. Ba, toàn bộ đầu lâu của Bạch Nguyên Tư nổ tung, miểu sát. Bốn phía, yên tĩnh như chết, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại chiến thắng Bạch Nguyên Tư. Hơn nữa, không chỉ thắng, còn là miểu sát, một chiêu liền giải quyết rồi. Nếu như song phương trao đổi vị trí, thì sai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, Bạch Nguyên Tư có thực lực như vậy. Nhưng bây giờ, mỗi người đều há to miệng, căn bản không thể tin tưởng, không thể tiếp thu. chương 1018, Mỹ Nữ Hộ Vệ Đội Thượng Quả thực, có thiên tài vượt cấp khiêu chiến còn có thể thắng được, bằng không sẽ không có thuyết pháp thiên tài nhất tinh, thiên tài nhị tinh. Nhưng như thế nào đi nữa, cảnh giới của Lăng Hàn và Bạch Nguyên Tư tranh lệch còn ở đó, tròn kém 5 tiểu cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, bản thân Bạch Nguyên Tư cũng sắp tới thiên tài tam tinh, hai người tranh lệch có ít nhất bảy tinh. Bảy tinh, còn có thể miểu sát, không tin, ai có thể tin, trên đỉnh núi, sắc mặt của Triệu Luân thoáng cái xấu xí không gì sánh được. Người giống như hắn tự nhiên sẽ không để Bạch Nguyên Tư sinh tử ở trong lòng, bất quá chỉ là con chó của hắn mà thôi, chết một con thì tìm một con khác, chẳng lẽ còn sợ không có ai đầu nhập vào sao? Vấn đề là, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, hiện tại chó của hắn bị người giết ở trước mặt vô số người, hắn nhịn được sao? Ta biết, đó là xích la tỏa địa võng. Cái gì xích cái gì địa võng? Xích la tỏa địa võng, chỉ cần bị nhốt, sẽ bị tước rơi một tiểu cảnh giới. Khó trách, quân chúng vây xem đều gật đầu, nếu tu vi của Bạch Nguyên Tư bị nạo một tiểu cảnh giới, như vậy chiến lực cực hạn của hắn chỉ có trung cực vị đỉnh phong, bị lang hàn miểu sát sẽ từ không có khả năng biến thành có khả năng. Hừ, triệu luân từ đỉnh núi bay vụt xuống, đứng ở bên người Bạch Nguyên Tư. Hắn nhìn chằm chằm lang hàn, lạnh giọng nói ngươi giết hắn ánh mắt của ngươi không có vấn đề hẳn là thấy rất rõ ràng sau khi lăng hàn bắn ra một mũi tên đã hoàn toàn thoát lực nhưng khí thế lại không rơi xuống hạ phong chút nào tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí đây chính là triệu luân a xích thiên học viện đệ nhất thiên tài con trai độc nhất của triệu đại tướng quân sắc mặt của triệu luân âm trầm lạnh lùng nói dám giết người của ta cũng không có gì đáng nói quỳ xuống tự sát đi thật là bá đạo Lăng Hàn cười ha ha nói, triệu đại thiếu gia, người bị choáng váng sao, người của ngươi không thể giết được, công bình đánh một trận, ta đường đường chính chính giết hắn, dù ở trước mặt nữ hoàng bệ hạ ta cũng không thẹn với lương tâm. Hừ, người giết người của ta thì phải chết, triệu luân nhớn mày, tản mát ra khí thế đáng sợ. Ngu ngốc, Lăng Hàn suy một tiếng, muốn thu hồi xích la tỏa địa võng ly khai. Xoát, triệu luân xuất thủ, vỗ tới Lăng Hàn, đại viên mãn, thiên tài tứ tinh, này là đáng sợ đến bực nào huống chi bây giờ lăng hàn còn suy yếu nhất thình thịch lăng hàn lập tức trúng chiêu bị một trưởng đánh bay ra ngoài không chết triệu luân nhìn lăng hàn khóe miệng mang máu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc một trưởng kia tuy không phải toàn lực của hắn nhưng tuyệt không phải là trung cực vị có thể ăn được người nói thiên tài mấy tinh gì đó là chỉ chiến lực hình thành lực phá hoại mà không phải phòng ngự bởi vậy cho dù lăng hàn là thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết lực phòng ngự của hắn cũng chỉ là trung cực vị sơ kỳ, làm sao có thể cứng rắn ăn một trường của hắn mà không chết. Triệu Luân lập tức nghĩ đến, trước đó Lăng Hàn cũng từng bị Bạch Nguyên Tư oanh một kích, bị nhận định là sẽ gây trọng thương. Chỉ là kế tiếp Lăng Hàn lập tức miểu sát Bạch Nguyên Tư, quá kinh người, để người không đi ngẫm tới một màn trước. Chẳng lẽ thân thể của người này là thần thiết sao? Trong lòng Triệu Luân kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không dừng lại chút nào, lập tức vỗ ra một trường, nhấn về phía Lăng Hàn mặc dù một trường kia không có đập chết lăng hàn nhưng đã đả thương hắn có thể thấy thể phách của hắn lại cường cũng không phải là không có biện pháp thương tổn lăng hàn lui bước trước mắt bao người hắn tuyệt không thể lộ ra bí mật của không gian thần khí trừ khi gặp phải sát cục hẳn phải chết chỉ là hắn vừa bắn ra tiến thức trung cực cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục năng lực hành động đừng nói đối thủ là triệu luân ngay cả phá hư cảnh xuất thủ hắn cũng không tránh được ta đã xuất thủ còn có phần ngươi trốn sao triệu luân cười lạnh một trường truy tới, đặt ở trên ngực Lăng Hàn. Phốc, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy cơ thể sôi trào, khó chịu không gì sánh được. Nhưng để hắn vui mừng chính là, vô luận là nguyên lực hay thể lực, đều khôi phục nhanh chóng, tối đa một nén hương thời gian là có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thể lực khôi phục nằm trong dự liệu, nhưng vì sao nguyên lực cũng có thể khôi phục nhanh như vậy? Này là biến hóa sau khi nhảy vào trung cực vị mới xuất hiện. Chờ một chút, hắn trùng tu lục hợp bát hoang công, có phải là tác dụng của môn công pháp này không? Còn nữa, trước tuy hắn cũng là Sơn Hà Cảnh, lại không có tu luyện bất kỳ công pháp thần cấp nào, có thể cũng có ảnh hưởng hay không? Lăng Hàn không thể xác định, bởi vì sau khi từ trong hỏa diếm quật bắn ra một mũi tên, biến hóa của hắn quá lớn, bởi vậy không thể kết luận đến tột cùng cái nào mới là nguyên nhân chính, hoặc là tất cả cộng lại mới có biến hóa như thế. Thình thịch, hắn rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết, chỉ cảm thấy thần cốt rung động, như muốn đứt đoạn triệu luân không phải đại viên mãn thông thường chiến lược còn là tứ tinh dù cho thể phách của lăng hàn là thần thiết cấp 3 cũng bị thương nếu như liên tục không ngừng oanh kích vẫn có thể sẽ bị đánh bể bất quá người vây xem đều bị dọa sợ người này chỉ là trung cực vị mà thôi nhưng ăn hai kích của triệu luân chỉ chảy chút máu đây cũng quá khoa trương đi ánh mắt của triệu luân rét lạnh đi nhanh ép tới lăng hàn thể phách mạnh mẽ thì như thế nào có thể ngăn cản bị giết sao triệu luân người quá mức lệ vi vi đứng ra đây chính là người của bản tiểu thư, không cho người tổn thương hắn một sợi lông. Triệu Luân dưới chân liên tục nói, tứ tiểu thư, nếu như người này là vị hôn phu của ngươi, Triệu Luân ta sẽ bán chút mặt mũi. Bất quá, hắn chỉ là một con chó của ngươi, mà người của ta bị hắn đánh chết, tự nhiên một mạng thường một mạng. Đánh rắm?" lệ vi vi nổi giận, nàng đồng dạng là nuông chiều từ bé đi ra, chưa từng bị người ném mặt mũi, nhất thời hộc ra thô tục. Nàng chỉ vào mặt Triệu Luân quát, Bọn họ rõ ràng là công bình quyết đấu, họ Bạch còn cao hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới, muốn nói không công bình đó cũng là lăng hàn. Ta mặc kệ, ta chỉ thấy người của ta bị con chó này giết, nếu không giết hắn báo thù, sẽ làm người đi theo ta khó chịu. Triệu Luân cũng không phân rõ phải trái, chỉ nhầm vào điểm này. Chương 1019, mỹ nữ hộ vệ đội hạ. Quyền quý hậu duệ như hắn, chỉ cần bắt được một cái cỡ vậy dù đánh giết Lăng Hàn cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, tránh được luật pháp học viện hoàng triều chế tài, sau đó sẽ khiêm tốn hành sự 2-3 năm, tự nhiên có thể nghênh ngang đi ra, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lệ vi vi tức giận đến hoa hoa kêu to, mặc kệ, người muốn giết hắn mà nói, trước bước qua thi thể của bản tiểu thư. Lệ tứ tiểu thư, người quá đề cao mình rồi, triệu luân xa xa điểm lệ vi vi một cái, phốc, một đạo quang hoa lập tức đánh vào trong cơ thể nàng, để cho nàng không thể động, miệng không thể mở, hoàn toàn thành bài biện. Triệu Luân nhoẻn miệng cười, nhìn Lăng Hàn nói ngươi cho rằng nơi này là học viện ta sẽ không dám giết ngươi ha ha chỉ là ta chưa từng để ngươi vào mắt nhưng ngươi không chịu làm chó của ta lại giết người của ta đó là đang tự tìm đường chết họ chịu ngươi cũng chỉ là tu luyện nhiều hơn ta mấy năm nếu cùng năm hoặc cùng cảnh giới đánh một trận ta một tay là có thể chấn áp ngươi lăng hàn khinh thường nói t tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh nếu như lúc này lăng hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói không chừng Triệu Luân sẽ mở một mặt, dù sao hắn cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Nhưng Lăng Hàn lại còn đi kích thích hắn, vậy thì thật là đẩy mình tới tuyệt lộ. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Lăng Hàn nói kỳ thực rất có đạo lý. Triệu Luân ở lúc hơn 20 tuổi là tu vi gì? Quả thực, hắn rất yêu nghiệt, hai mươi mấy tuổi liền đạt tới phá hư 20 tinh, Sơn Hà Cảnh cũng không có vây khốn hắn bao lâu, nhưng chí ít ở trước 50 tuổi hắn vẫn chỉ là tiểu cực vị mà thôi vừa so sánh tranh lệch của hai người quá rõ ràng triệu luân cười lạnh nói ngươi là thân phận gì xứng so với ta thình thịch hắn xuất thủ lần nữa đánh bay lăng hàn từ khi triệu luân xuất thủ đến bây giờ đã qua một hồi lâu muốn nói kích thứ nhất hắn còn để người không phản ứng kịp nhưng qua lâu như vậy phương diện học viện làm sao cũng phải biết chứ lại không có một gã trưởng lão xuất hiện đừng nhìn hiện tại triệu luân uy phong bát diện nhưng chỉ cần là nhật nguyệt cảnh liền có thể dễ dàng chấn áp hắn ngay cả thiên tài ngũ tinh cũng không có khả năng vượt qua bình chướng đại cảnh giới. Này là học viện ngầm cho phép sao, con của triệu đại tướng quân, thật có thể lấy thúng úp voi. Trong lòng chúng nhân không khỏi phát lạnh, bởi vì ngày hôm nay triệu luân muốn giết là lăng hàn, nhưng vạn nhất ngày mai là mình thì sao? Rõ ràng bị vạn chúng vây xem, lại không ai vươn tay viện thủ, này là khủng hoảng như thế nào? Dừng tay, lại là một âm hưởng vang lên, chỉ thấy một mỹ nữ bắn tới. Di, cổ linh ngọc, không phải đâu, nàng làm sao cũng nhắc lên quan hệ với Lăng Hàn. T, trong Hoàng Đô Tam Mỹ, lại có hai Mỹ nữ vì hắn đứng ra, người này đào hoa thật đúng là vượng. Chúng nhân lập tức nhận ra, này là một trong Hoàng Đô Tam Đại Mỹ nữ cổ Linh Ngọc, hơn nữa cũng là tân tấn học sinh của Đan Phân Viện. Sắc mặt của Triệu Luân âm trầm không gì sánh được, dù cổ Linh Ngọc là đệ tử của Đan Phân Viện, hắn cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng để hắn khó chịu là, cư nhiên có nhiều Mỹ nữ nguyện ý vì Lăng Hàn đứng ra như vậy. Thủy nhạn ngọc mù lòa sao? Hắn chính là con trai độc nhất của triệu đại tướng quân, bản thân thiên phú võ đạo kinh người, vẫn được khen là đệ nhất thiên tài nghìn năm qua, tướng mạo càng anh Tuấn đến rối tinh rối mù, nhưng vì cái gì không có mỹ nữ đỉnh cấp yêu thương nhung nhớ hắn. Hắn cư nhiên không bằng một con kiến hôi của tiểu thế giới. Điều này làm cho hắn giận không kiềm được, sát ý tung bay. Nếu như nói, trước đó triệu luân chỉ vì mặt mũi mà giết lăng hàn, như vậy từ giờ khắc này, triệu luân cuối cùng coi lăng hàn là địch nhân phải giết đối đãi với địch nhân, dĩ nhiên phải vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng. Biểu tình của Triệu Luân lạnh lùng, một chỉ điểm ra, cổ linh ngọc đồng dạng hóa thành tượng đá, không thể động đậy. Ha ha, khó trách người lớn lối như vậy, dám đối kháng ta, nguyên lai là ăn bám. Triệu Luân tới gần, lại vỗ ra một trường, nhấn tới lăng hàn. Nhưng bản thiếu để ngươi biết, bản thiếu muốn giết người, chưa từng có ngoại lệ đào sinh. Thình thịch, một trường đánh xuống, chân đến mặt đất khẽ run, nhưng lăng hàn cũng tiêu thất khỏi mặt đất ừ triệu luân lộ ra chút ngạc nhiên bởi vì vừa nãy lăng hàn đúng lúc vươn tay đẩy mặt đất một cái nương theo của lực lượng này trốn khỏi hắn oanh kích lăng hàn hoạt động tay chân một chút bất diệt thiên kinh vận chuyển vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục ánh mắt của hắn lóe sáng nói triệu luân người còn chưa có tư cách lấy thúng úp voi thời gian lâu như vậy hắn đã khôi phục vài phần lực lượng phải không triệu luân lập tức thu vào chút kinh ngạc này chỉ cần lăng hàn còn ở trung cực vị, vậy hắn có thể dễ dàng chấn áp. Hắn xuất thủ, nguyên lực ngưng tụ hóa thành một cự trường, từ trên trời giáng xuống. Một trường này không chỉ nhanh, hơn nữa trường hình vô cùng lớn, căn bản không thể tránh né. Lăng hàn tụ sức, song quyền đánh ra, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, hắn bị đánh bại, lại phun máu. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lập tức bò dậy, cả người chiến ý sung thiên. Người này là chiến thần đánh không chết sao? Tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời, vốn đại viên mãn có thể nghiền ép trung cực vị, kém tận tám tinh, một chiêu liền có thể giải quyết. Nhưng Lăng Hàn một lần lại một lần đứng lên, này vượt khỏi mọi người nhận thức. Nguyên lai, trung cực vị cũng có thể cường đại như thế. Con kiến hồi của tiểu thế giới này tu luyện công pháp gì, hoặc là chiếm được bí bảo gì, vì sao chiến lực có thể cường đại như thế, thể phách mạnh như vậy. Ngay cả Triệu Luân cũng động tham niệm, hắn phát hiện mình thực sự là xem thường người của tiểu thế giới cho là tiểu thế giới nguyên thủy, lạc hậu, căn bản không có khả năng xuất hiện bí bảo gì. Hắn sai rồi, hắn tuyệt không tin có người có thể trời sinh như vậy, này tất nhiên là Lăng Hàn chiếm được truyền thừa gì, truyền thừa kinh người. Hắn muốn chết, Triệu Luân rốt cuộc động thủ thật, một trường lại vỗ chúng, có thần văn dương động, đan vào uy năng đáng sợ. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, triển khai phúc địa ấn, phát động chân thị chi nhãn, đánh trả về phía đối phương. Thình thịch, chỉ một lần đối oanh hắn lại bị đánh bay ra ngoài